xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống chương 81, nhưng muốn nói cụ thể không ổn ở chỗ nào trong lúc nhất thời cảnh vân chăn lại có chút không nói ra được đó là một cảm giác rất vi diệu thật giống như hắn biết cái người tên ích này vậy nhưng hắn hẳn là chưa từng gặp qua người này mới đúng hắn theo bản năng muốn cầm lấy máy tính bảng tay đã vươn ra mới tỉnh táo lại quay đầu gọi trợ lý của mình mang máy tính bảng tới đây. Sau đó hắn cũng click mở máy tính mạnh nhất để xem. Tập 1 là màn giới thiệu tuyển thủ dự thi và các khách mời giám khảo như thường lệ. Nhiệt liệt chào mừng các tuyển thủ lên sân khấu. Tuyển thủ thứ nhất, Đàm Hưng Đằng, thủ khoa toàn tỉnh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016, huy chương vàng cuộc thi toán học nước Thiên Long lần thứ 30, tốt nghiệp đại học Bách khoa Thiên Long. Đàm Hưng Đằng, Đàm Hưng Đằng đóng ngoặc vuông, vì Đàm Hưng Đằng mới theo dõi chương trình. Hưng Đằng lên, đóng ngoặc vuông. Đàm Hưng Đằng NB, đóng ngoặc vuông, tuyển thủ thứ hai, lộ lộ, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học cấp tỉnh năm 2018, tốt nghiệp đại học Kinh Đô, hiện đang học thạc sĩ vật lý tại đại học Kinh Đô, giành được 8 bằng sáng chế quốc gia. a à, a à, lộ lộ, ủng hộ lộ lộ, đóng ngoặc vuông, chị gái này thật xinh đẹp. Nữ thần, nữ thần đóng ngoặc vuông, tuyển thủ thứ ba, ích đạt, tốt nghiệp đại học cửu thành, đạt giải ba trong cuộc thi thiết kế robot dành cho sinh viên đại học thế giới lần thứ 24. Tuyển thủ thứ 18, cao thủ Rubik Lý Gia, huy chương đồng trong cuộc thi Rubik thế giới lần thứ 32. Người giữ kỷ lục Rubik của nước Thiên Long, tốt nghiệp đại học Bắc Thành. Những thiên tài này cơ bản đều tốt nghiệp ở những trường đại học hàng đầu như Đại học Thiên Long, Đại học Kinh Đô, Đại học Bách khoa và các trường danh tiếng ở Tây Đại lục. Đệt, thủ khoa đại học tụ tập hết ở đây à? Đây là thế giới của cường giả sao? Hu hu hu, xác định, ta chính là ở Bình Minh cho đủ nhân số. Đều là con nhà người ta. Được, đã nhìn ra, thì đại học không đỗ thủ khoa thì cũng ngại ngùng mở miệng ở chỗ này chấm dây jpg. Đây là đội ngũ được xây dựng từ thiên đại, kinh đại, cửu đại phải không? Họp lớp. A, -a, -a. Đàm Hưng đằng nam thần của ta, thứ tự của những tuyển thủ này đều dựa trên thành tích top 18 mạnh nhất cả nước. Sau đây là một tuyển thủ cuối cùng, cũng là hắc mã mới gia nhập mùa giải này, tuyển thủ X. So với các loại bằng cấp huy chương và vô số thiếu niên thiên tài bên trên, màn giới thiệu về X có vẻ vô cùng đơn giản. Không chỉ không có được giải thưởng nào, ngay cả trường học cũng không có. Người mới, sao không thấy nói cậu ta tốt nghiệp trường nào nhỉ? Đúng vậy, vì sao cậu ấy không có trường học và chuyên ngành? Thần bí quá, trong chương trình, trong tiếng vỗ tay hoan nghênh chàng thanh niên bước lên trên sân khấu, nhẹ nhàng cười với ống kính. À, nhưng có một điều phải nói, cậu ấy đẹp trai quá. Cảnh Vân chăn lại cẩn thận nhìn nhìn cậu, người này cao giáo chân dài, tay chân mảnh khảnh, thân hình rất giống với tiểu cá mặn, ngay cả làn da cũng trắng nõn như phát sáng giống nhau. Rõ ràng chỉ mặc một cái áo sơ mi bình thường cộng thêm quần jean cũng đẹp trai ngây người. Nhưng là một loại hình hoàn toàn khác với Úc Khải. Ngũ quan của Úc Khải càng tinh xảo nhu hòa một chút, tính tình rất tốt, mặc kệ lúc nào cũng mềm mại, nhìn rất ngoan ngoãn. Thì khác, ngày thường cậu ta không chủ động nói chuyện với người khác, lúc nào cũng duy trì khoảng cách. Ở chương trình này một tuần, cơ bản đều độc lai like, độc vãng, mỗi ngày quay chương trình xong đã không thấy tâm hơi đâu, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng xa cách trên vành tai tuyết trắng gắn hai chiếc khuyên tai màu bạc đơn giản. Càng khiến khí chất bản thân trở nên thanh lãnh dị thường. A, à, 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 à. đẹp trai quá CMN, nam chính thanh lãnh trong tiểu thuyết vườn trường xuất hiện. a. À, à. wow, người anh em này còn đẹp trai hơn cả đàm hương đằng, lời rồi lời rồi. Đóng ngoặc vuông, cậu ấy rất lợi hại, không xem trailer sao. Trong trailer cậu ấy luận bàn với đàm hương đằng bằng quick poker và giành chiến thắng đám nhan cầu lại bắt đầu hét lên. Fan của Đàm Hưng đằng nhìn đầy khinh thường. Đã nói một trăm lần rồi, bọn họ luận bàn không chính thức. Dựa theo thi đấu chính thức mà nói, người thắng là Đàm Hưng Đằng. Nhưng quy tắc là do Đàm Hưng Đằng ra, chính cậu ta nói ai sắp xếp lại như cũng nhanh hơn thì người đó thắng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua có được không? Người này cũng không biết từ đâu tới, tìm kiếm trên mạng cũng không thấy, nhìn thì có vẻ giống thiếu gia nhà giàu, sợ là tấm màn đen tiến vào. Dựa vào đâu mà vòng bán kết còn có thể hàng không, cảm thấy bất công cho những tuyển thủ bị loại trước kia. Cảnh Vân Chan, không phải chứ, sao cái cảm giác đi đến đâu cũng có thể gây ra gió tanh mưa máu cũng rất quen thuộc nhỉ. Chờ người dẫn chương trình giới thiệu khách mời xong, chương trình chính thức bắt đầu. Máy tính mạnh nhất theo quy tắc đào thải, 19 tuyển thủ cuối cùng chỉ lưu lại 6 tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Tập 1 có 3 hạng mục khiêu chiến, sau khi khiêu chiến kết thúc, xếp hạng của tất cả tuyển thủ sẽ dựa trên số điểm để xếp lại, cuối cùng hai tuyển thủ có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đào thải. Kết quả trước đó của 19 kỳ thủ được quy đổi thành điểm cơ bản theo một cách tính nhất định, sắp xếp từ 1 đến 19, nhưng nằm ở vị trí 17 cũng không an toàn, khoảng cách điểm của bọn họ cũng không lớn, chỉ một sai lầm là có thể bị người phía sau vượt qua. Chỉ có 40 điểm lót đế, bởi vì cậu ấy chỉ khảo hạch để tham gia vào sao. Vậy không phải chắc chắn cậu ấy sẽ bị đào thải hay sao? Vị trí 18 cách cậu ấy hơn 100 điểm, quá không công bằng nhỉ. Như vậy mới công bằng có được không? Nếu không dựa vào đâu mà người ta phải chém quan diệt tướng để tiến vào top 18, còn cậu ta nhẹ nhàng hàng không một cái là có thể sánh vai với các lão đại. Theo quy tắc tính điểm của mùa trước, ít nhất phải đạt được kết quả rất rất tốt trong hai đợt mới có thể leo lên, thực sự quá khó. Nếu chỉ là người thường thì cũng thôi nhưng đối thủ của cậu đều là tinh anh số một số hai trong nước, tùy tiện lấy một người ra cũng có thể đánh cả 10 con phố. Lai lịch của ích này trở thành một ẩn số, thoạt nhìn không giống như tuyển thủ đặc biệt có thực lực, lúc trước luận bàn với đàm hương đằng cũng khiến người ta cảm thấy cậu chiến thắng là có thành phần may mắn. Ngay cả giám khảo cũng không quá coi trọng ích, cảm thấy khả năng cậu bị loại ở vòng đầu tiên rất cao. Có vẻ bọn họ đã đúng, ở vòng thi đấu thứ nhất, ích biểu hiện rất bình thường, điểm không thấp, nhưng cũng không cao câu hai vị trí đếm ngược từ dưới lên thì cậu có một vị trí nhưng ích lại ung dung không vội vã thoạt nhìn có vẻ rất nắm chắc người dẫn chương trình hỏi cậu đang nghĩ gì cậu nói tôi đang tìm trạng thái vẫn là người đứng thứ nhất đàm hương đằng trực tiếp cười ra tiếng chế giễu sao cậu đang nghĩ trước về cảm giác bị đào thải sao tuy chương trình cố ý thêm cho gã hiệu ứng đặc biệt biên tập cắt nối còn thêm đoạn giám khảo tươi cười khiến gã thoạt nhìn giống như đang nói đùa nhưng quần chúng vây xem cũng nhìn ra chút manh mối ghét cái tên đàm hưng đằng này tuy biết đàm hưng đằng có tính cách thẳng thắn nhưng giáp mặt nói người ta nghĩ tới đào thải thì thực sự y cứu quá thấp đúng không quá cuồng vọng không thích cậu ta làm sao đàm hưng đằng xếp thứ nhất cậu ấy vốn dĩ có tư cách cuồng vọng mà đúng vậy đàm hưng đằng xếp thứ nhát có tư cách cuồng vọng không để ý tới gã, chỉ lãnh đạm nhìn gã một cái, trở lại chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của các tuyển thủ dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới, màu sắc từ đậm đến nhạt. Thích một mình ngồi ở dưới cùng, rất nhanh, vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Vòng thi đấu này càng khó hơn, ở giữa sân khấu có 6 cỗ máy, trên màn hình của mỗi máy đều có 21 quả cầu đen đang chuyển động. Chúng nó liên tục chuyển động đều đặn trên màn hình với tốc độ không đổi, quỹ đạo chuyển động mỗi một quả cầu đều có thể cấu thành một hình đa giác. Ví dụ như hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình bình hành vv. Mà việc các tuyển thủ phải làm chính là thông qua quỹ đạo chuyển động của chúng tìm ra hình ảnh ẩn giấu đằng sau. Sau đó quay lại bảng trả lời để trả lời. Ở bảng trả lời lần lượt đưa số lượng của bốn hình đa giác là hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang vào bên trong. Hình thang, hình bình hành và các hình khác đều bị quấy nhiễu. Thời hạn 20 phút tuyển thủ nào có tốc độ và độ chính xác cao sẽ đạt được điểm cao nhất. Kỳ thực, thậm chí ta còn không hiểu câu hỏi chấm JPG. Ta thì đại khái có thể hiểu, cái này không chỉ đòi hỏi trí nhớ tốt, mà còn rất khảo nghiệm khả năng tưởng tượng không gian và năng lực nắm giữ từ nhiều góc độ, khó khăn rất lớn. Người dẫn chương trình đếm ngược từ 3 đến 1, thử thách bắt đầu. Tất cả tuyển thủ lập tức chạy về phía 6 màn hình kia bắt đầu quan sát ghi nhớ. Ôi trời, ngay cả xem hiểu cũng không nhớ được, hơn nữa những hình đa giác này còn nhiều bộ phận trồng chéo lên nhau như vậy. Mấu chốt là không thể không thể đối diện với màn hình để làm bài mới khó, bọn họ phải chạy qua chạy lại. 19 tuyển thủ đều dừng lại vài phút trước màn hình, ở phút thứ 2 phút 16 giây, ít bỗng nhiên quay đầu đi về phía bảng trả lời. Các giám khảo đều kinh ngạc, qua wow, cơ nhiên nhanh như vậy sao? Cậu ấy thực sự nắm chắc sao? Thì ở trước máy trả lời, cậu đang chuẩn bị đưa câu trả lời vào, nhưng tay lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên cứng đờ, cau mày. Thân thể có chút run rẩy, tay phải đè lên huyệt thái dương, tay trái vô thức nắm chặt mép bàn trả lời. Các giám khảo nhỏ giọng đàm luận, sao cậu ấy không viết? Có thể đang nhớ lại, hay là quá khẩn trương? Tôi cảm thấy vẻ mặt của cậu ấy không ổn, cậu ấy không sao chứ? Khi bọn họ đang lo lắng, ít đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bàn giám khảo ngay sau đó, thật kỳ diệu, cậu đột nhiên bình tĩnh lại. Dường như cái nhìn này cho cậu một sức mạnh nào đó, khiến cậu tìm được điểm tựa. Cậu nhắm chặt mắt lại, sau đó bắt đầu đưa vào con số. Cảm giác cậu ấy không quá nắm chắc, tuy tốc độ nhanh nhưng tỷ lệ chính xác chắc chắn không tốt, hơn phân nửa là sai. Chợt trực, xem ra ích này chỉ có thể bơi ở chương trình một ngày. Hu hu hu, thật đáng tiếc, không nỡ để trai đẹp rời đi. Nhưng mà khi ít ấn xuống, liền nghe thấy tiếng báo vang lên. Đáp án chính xác, ích đã hoàn thành thử thách, mất 3 phút 45 giây. Cái gì, wow, kể cả giám khảo, tất cả mọi người đều chấn động. Đặc biệt là đàm hương đằng, vừa dối gã ở ngay bên cạnh ích, khoe mắt liếc qua, đang chờ cậu bị chê cười. Kết quả cậu cư nhiên trả lời đúng, sao cậu ta có thể đáp đúng? Chết tiệt, tuyệt vời, ta à, Ít thật là lợi hại, đóng ngoặc vuông, tuyệt khó trách được gọi là tuyển thủ hắc mã. Cảnh vân chăn nhìn chằm chằm vào thanh niên trong màn hình, hắn tạm dừng video, kéo lại thanh tiến độ một chút, xem lại cảnh ít ngầm đầu nhìn về phía giám khảo. Tuy cảnh này không xuất hiện quá lâu, chỉ có một cảnh ngắn ngủi, nhưng lại bị cảnh vân chăn nhạy bén bắt được. Cậu ta đang nhìn ai? Ánh mắt này, cảm giác quen thuộc vi diệu của cảnh vân chăn lại tới, nhưng còn chưa kịp nhớ ra, đột nhiên bị trang văn tinh trở lại nghỉ ngơi ngắt đứt. À, cảnh ca không phải anh làm giám khảo khách mời của máy tính mạnh nhất sao xem ở hiện trường không đủ hay sao mà còn theo dõi cả phát sóng không có gì cảnh vân chăn thuận miệng ứng phó chỉ là thấy mọi người đều đang xe tôi cũng xem theo thôi lúc này trợ lý đạo diễn lại tới gọi hắn qua phim trường hắn chỉ có thể tạm thời buông máy tính bảng trang văn tinh chỉ vào máy tính bảng hắn đặt lên bàn hỏi cảnh ca em mượn xem một chút được không máy tính bảng của em để ở khách sạn, quên mang theo rồi. Cảnh Vân Trăn, cô cứ tự nhiên, hai người cũng coi như đã hợp tác rất nhiều lần, quan hệ không tồi. Hơn nữa cái máy tính bảng này chuyên dùng để thư giãn lúc ở phim trường, bên trong không có gì hết, không sợ bị lộ thông tin. Cảm ơn, Trang Văn Tinh nói lời cảm ơn sau đó bấm vào phát tiếp tục xem. Lúc này bình luận khen ngợi ích lấp đầy toàn bộ màn hình, khá là phô trương nhiều tới mức cô không thể không tắt bình luận mới có thể tiếp tục xem. Mà điều khiến người kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lúc trước ít nói bản thân đang tìm trạng thái, dường như thực sự đang tìm trạng thái. Vòng thi thứ ba, cậu không chỉ đạt được điểm cao, mà còn trực tiếp phá kỷ lục của một tuyển thủ lập ra lúc trước. Khiến mọi người kinh ngạc rớt cả cằm. Sau đó dựa vào hai lần đạt điểm cao nhất, san bằng tranh lệch với các tuyển thủ khác, lập tức vọt lên vị trí thứ 17. 18, 19 bị đào thải, còn cậu ở lại. Giám khảo đều phải hô lên, xuất sắc, ôi trời, quá xuất sắc, quá lợi hại, không ngờ ích không chỉ đẹp trai, mà ai kêu còn cao như vậy. À, 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 ích quá lợi hại, đóng ngoặc vuông, ta phục, ích cố lên, đóng ngoặc vuông. Lúc này, nhàn vũ diệp bước vào, nghe được tiếng nói, kích động nói, sao? Tôi nói ít lợi hại đúng không? Trang Văn Tinh, đúng vậy, quá trâu bò, tôi còn không hiểu câu hỏi, người ta cũng đã trả lời xong. Nhan Vũ Diệp, đúng không? Bây giờ trên mạng hoàn toàn không tra được tư liệu về ích, tôi cảm thấy ích có thể là một cao thủ trong dân gian, là người khiêm tốn. Đang nói, gã thấy Úc Khải đi tới, lập tức chuyển chủ đề. Người có năng lực còn khiêm tốn như ích thực sự quá hiếm thấy, đâu giống bây giờ kẻ thất học bất tài suốt ngày đi cửa sau đầy đường cái. Trang Văn Tinh cũng không biết mâu thuẫn giữa hai người, chỉ nghĩ nhan vũ diệp đang tâm bốc ích, còn cười phụ hỏa hai câu. Tự nhiên Úc Khải cũng hiểu, kết quả cậu không chỉ không tức giận, mà còn nhìn nhan vũ diệp rồi phụt cười ra tiếng. Giống như nghe thấy chuyện gì đó rất thú vị, nhan vũ diệp, người này không phải bị điên đấy chứ, châm chọc cậu ta mà cậu ta còn cười. Thực xin lỗi, Úc Tiểu Khải thật sự không nhịn được. Hệ thống cũng cười to theo, cậu nói xem nếu sau này anh ta biết cậu chính là ích, thì sẽ có vẻ mặt như nào nhỉ. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cúc Khải, người cười cái dâm ấy mà cười, ổn muốn chết. Tiểu hệ thống ủy khuất, học theo cậu thôi mà. Cúc uh, Khải, về sau ngươi không được lướt mạng nữa. Tiểu <Thi> hệ thống, đừng mà. Internet trên thế giới này của các cậu thật sự rất thú vị, trong đó ai cũng đều là nhân tài, nói chuyện lại hay, ta siêu thích vào. Cúc uh, Khải, người thăng cấp xong chưa đấy? ở chỗ này mà cật nhà hệ thống, đừng nóng vội, còn 32 tiếng nữa mà. Úc Khải, cái hệ thống rách nát nhà ngươi có ích lợi gì? Hệ thống, yên tâm đi, lần này có một thứ chắc chắn các cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú. 8 giờ tối, Úc Khải mới quay xong cảnh hôm nay. Cảnh Vân Trăn đương nhiên không đi, ngồi trên xe chờ cậu cùng nhau về khách sạn. Người đàn ông kia đang cầm máy tính bảng, không biết đang xem cái gì, xem rất nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng phức tạp hình như là, nghi hoặc, mang theo chút, không thể tin nổi, không thể tin nổi, mang theo chút, khó có thể tin, khó có thể tin, lại mang theo vài phần, bối rối. Cảnh lão cầu, có chút hoài nghi nhân sinh, mươi 82, cuối cùng còn trở thành tức giận, biểu đồ thống kê hình quạt cũng không phong phú như vẻ mặt hắn. Úc Khải, Úc Khải, anh, anh làm sao vậy? Quay xong rồi, cảnh vân chăn thấy Úc Khải đã trở lại, lập tức buông máy tính bảng, kéo cậu lên xe, kéo người vào lòng quan tâm hỏi có mệt không? Có đói không? Có muốn ăn gì đó không? Không sao, Úc Khải dựa vào ngực cảnh vân chăn, còn đang nghi hoặc vẻ mặt biểu đồ thống kê hình quạt của con hàng này, vừa rồi anh đang xem gì thế? Nhắc tới chuyện này, cảnh vân chăn lập tức căm giận nói, tiểu bảo bối, em còn nhớ anh đã từng nói với em về tên biến thái kia không? Úc Khải, ai? Cảnh Vân Trăn chính là tên biến thái nhìn chằm chằm vào anh lúc quay máy tính mạnh nhất kia ấy. Úc khải cảnh vân chăn hôm nay anh phát hiện cậu ta không phải biến thái bình thường Úc khải cảnh vân chăn cậu ta không chỉ nhìn trộm anh mà còn bắt trước em cúc khải khoan đã cúc khải bắt trước em đúng vậy em xem cảnh vân chăn cầm lấy máy tính bảng ấn phát cho cậu xem một đoạn em có cảm thấy cậu ta rất giống em hay không cúc khải không giống giống ở đâu từ đầu đến chân đều không giống sao anh lại cảm thấy cậu ta giống em cảnh vân chăn trực giác trực giác xa điêu úc khải sao có thể úc khải ngoài mặt bình tĩnh trong lòng đã bắt đầu ngoả tào cảnh vân chăn có hơi nhạy bén quá mức nhỉ cũng may cảnh vân chăn tạm thời chưa nghĩ theo chiều hướng bọn họ là cùng một người dù sao giai đoạn hiện tại bất cứ một người bình thường nào chỉ sợ cũng không thể tưởng được úc khải có thể đeo một lớp mặt nạ chân thật như vậy để trở thành một người khác như thế nhưng thật sự trước khi anh có nghe nói về phen cuồng như vậy anh cảm thấy cái tên biến thái kia chắc chắn nội tâm âm u, chắc chắn cậu ta đã âm thầm quan sát chúng mình rất lâu rồi. Nhất định là cậu ta yêu thầm anh, cảnh vân chăn giống như bị sơ lốc hôm nhập vào người, ngồi ở trong xe vẻ mặt nghiêm túc phân tích, hơn nửa là biết hai đứa mình đang yêu nhau, cho nên muốn bắt trước em để thay thế vị trí của em trong lòng anh, đương nhiên, điều đó là không thể. Hít, thật là quá biến thái, tiểu cá mặn, anh sợ lắm, mau, ôm chặt anh. Úc Khải, cá mặn cá mặn bắt đầu siết chặt nắm tay. Tức giận, đêm đó, cảnh lão cậu ý đổ bò lên trên giường cá mặn bị cự tuyệt một cách đau đớn. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Úc Khải và Cảnh Vân Trăn cũng đã trang điểm xong bắt đầu quay phim. Có thể coi đây là lần đầu tiên Úc Khải được thể nghiệm cảm giác đóng vai chính, toàn bộ đoàn phim đều vây xung quanh cậu, rất vẻ vang nhưng cũng rất vất vả. Trước kia cậu đã từng quay bốn cảnh trong một ngày, quay xong liền có thể nghỉ ngơi nằm yên, kết quả bây giờ cơ bản cậu phải quay cả ngày. Cơ bản ban ngày đều phải quay, hơn nữa so với phim truyền hình, phim điện ảnh chỉ có 2 tiếng để đắp nặn nhân vật thúc đẩy cốt truyện, yêu cầu đối với diễn viên càng cao hơn, Úc Khải phải dốc hết toàn bộ tinh thần để ứng phó. Mà Chu đạo diễn là một đạo diễn rất thích moi móc chi tiết, theo đuổi hoàn mỹ. Rất nhiều lúc đều phải lặp đi lặp lại, 10 lần, 20 lần. Cũng may có cảnh vân chăn ở bên cạnh, Úc Khải cũng không cảm thấy quá vất vả và nhàm chán. Đoạn ba cảnh bốn thời không truy hung action, tiếng clapper bót vang lên, bắt đầu quay. Lúc trước đã nói, khi quay chụp một bộ phim điện ảnh hay phim truyền thì cũng không phải quay theo trình tự mà khán giả xem lúc phát sóng, mà là dựa vào tình hình lúc đó để quyết định. Hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt lắm, trời mưa đứt quãng, cho nên quay cảnh trong nhà. Để quay bộ phim này, quốc gia bà bà vung tay lên, trực tiếp xây dựng một cảnh trấn nhỏ thực sự, bên trong được chia thành mấy vùng lớn, bao gồm tất cả các cảnh từ năm 2030 đến năm 2970. Chỉ riêng biệt thự giống nhau nhưng khác thời đại đã xây dựng ba căn. Hơn nữa không chỉ cảnh tượng, ngay cả trang phục của nhân vật phụ, cách nói chuyện đều được nghiên cứu đối chiếu với sách cổ, mỗi một thứ đều cố gắng khôi phục từng ly từng tí. Mọi thứ đều nguyên nước nguyên vị, ai xem cũng phải cảm thán một câu danh tác mà cảnh quay lúc này là cảnh Đinh Hạ Xuyên không lần thứ ba, cậu đã loáng thoáng nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng còn chưa dám tin, đúng lúc này lại vô tình nhìn thấy Khương Tân đang tắm, thấy cơ thể trần trụi của đối phương. Hình ảnh này khiến Đinh Hạ chạy trôi chết, xuyên qua gác máy về nhà, nằm trên giường suốt đêm không ngủ, căn bản không ngủ được, chằn chọc, trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh kỳ kỳ quái quái, thậm chí còn không nhịn được làm một vài động tác mới có thể giải tỏa. Đương nhiên, bộ phim này phải chiếu ở dạp chiếu phim chính quy, phải có chừng mực giới hạn, chắc chắn sẽ không quay những động tác đó, nhưng vẻ mặt thì phải có, nếu không sao có thể nói lên sự thay đổi tình cảm của Đinh Hạ chứ. Quốc Khải ở trên giường chuẩn bị xong, mới vừa quay được vài giây. Cát, đạo diễn đã kêu dừng. Tiểu Úc, vẻ mặt của cậu không đúng, quá gượng ép, xấu hổ. Quốc Khải, xin lỗi, nói là trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh Vân chăn tắm rửa, nhưng một đoạn này căn bản không phải quay chụp cùng một lúc, một tuần sau cảnh Vân Trăn mới có thể quay đến cảnh kia. Nói cách khác, Úc Khải phải tưởng tượng hình ảnh khó miêu tả với trong không khí, còn phải biểu hiện ra ngoài. Đến đây, thử lần nữa. Được, nhưng mà chu đạo diễn lại hô cắt. Tiểu Úc, cảm xúc của cậu thay đổi ở đâu? Cát, trong mắt cậu không có dục vọng, biểu cảm không đủ cởi mở. Cát, ai, chuyện gì vậy? Nếu là với những người khác, chỉ sợ đạo diễn đã sớm phát hỏa nhưng lúc trước úc khải vẫn luôn biểu hiện rất tốt cơ bản mỗi lần đều một hai lần là vượt qua cho nên cực kỳ kiên nhẫn với cậu lại lần nữa giảng giải tuy hiện tại cậu còn chưa hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình với khương tân nhưng cậu nhìn thấy cậu ấy lõa thể có xúc động chu đạo diễn nói về những điều này không hề cảm thấy ngại ngùng một chút nào sau đó cậu nằm trên giường tâm trí đều là những hình ảnh đó cận cảnh khuôn mặt cậu phải khống chế tốt biểu cảm đừng quá kiềm chế ngày hôm qua chu đạo diễn đã nói với cậu úc khải quay những cảnh khác không có vấn đề gì vui buồn tức giận mọi thứ đều tinh thông nhưng về phương diện diễn tình cảm lại không được cậu nghĩ kỹ một chút tưởng tượng cảnh vân chăn trở thành người yêu của cậu nghĩ lại những việc thân mật của các cậu kỳ thực về điểm người yêu này thật ra không cần tưởng tượng nhưng ở phương diện này cậu thực sự không hề có kinh nghiệm không thể tưởng tượng ra được úc khải đỏ mặt gật đầu lại thử lần nữa vẫn không được thực hiển nhiên diễn tình cảm là điểm yếu của úc khải điều này có chút liên quan nhất định với tính cách của úc khải kinh nghiệm sống của cậu là như vậy trước kia độc lai like, độc vãng đã thành thói quen vốn dĩ không giỏi thể hiện tình cảm của mình hơn nữa từ kiếp trước tới kiếp này trước khi gặp được cảnh vân trăn cậu đều là cá mặn vô dục vô cầu đừng nói tới loại chuyện này ngay cả việc hẹn hò cũng chỉ mới thành thạo gần đây cho nên cho dù cậu rất cố gắng biểu đạt nhưng trước sau không có loại hương vị này đó nhàn vũ diệp ở bên cạnh giống như đang xem hài kịch nói với một diễn viên phụ ở bên cạnh giới giải trí bây giờ ấy mà lưu lượng nửa đường chỉ nhìn vào sự nổi tiếng không nhìn vào những thứ khác không nội hàm không bối cảnh đương nhiên diễn không tốt tiểu thịt tươi ấy mà chỉ tới để mang nhiệt độ cho bộ phim còn trông cậy gì vào kỹ thuật diễn xuất cơ chứ theo tôi nhàn lão sư nhân khí của anh rõ ràng đã đủ cao cần gì phải tìm người khác nữa. Vai phụ này có thể tán gẫu với nhan vũ diệp, đương nhiên cũng là cá mè một lứa, tự cho bản thân là siêu phàm, cảm thấy mình không hot đều là do những tiểu thịt tươi đó cản đường, là giới giải trí bây giờ quá bồng bột, khán giả không tiêu chuẩn gây ra. Dù sao trách trời trách đất, không trách bản thân họ. Hai người kẻ sướng người hỏa, tư nhân đang nghịch di động ở phía sau, nghe thấy những lời này, khinh thường sắp lên tận trời, y cho trợ lý ở bên cạnh tránh ra, cho y có chỗ để phỉ nhổ. Tiểu thịt tươi thì làm sao, còn hơn lão thịt khô, dù sao kỹ thuật diễn có thể từ từ tăng lên, tuổi lớn thì không còn cách nào, nhân lão sắc suy, à, còn có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà có vài người ấy mà, Trình thì cứ nhận là trình đi, còn chết cũng không chịu nhận. Nhan Vũ Diệp quay đầu trừng mắt nhìn qua, Tư nhân, cậu có ý gì? Vai phụ cũng nói, Tư nhân, chúng tôi cũng không nói cậu tư nhân cũng không thèm nhìn hai người lấy một cái, không có ý gì, tôi cũng không nói các người mà. Cậu, muốn so âm dương quay khí, tự xưng là có văn hóa nhan vũ diệp thật sự không phải đối thủ của tư nhân, bị nói cho cứng họng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trên phim trường, Úc Khải còn đang quay cảnh kia, lần thứ bảy lại hỏng, đạo diễn đều có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa liên tục quay vài lần, trạng thái của Úc Khải thậm chí còn không bằng lúc đầu, hiện tại ánh mắt cũng có chút lơ đãng Úc Khải, cậu, Lão Chu, Cảnh Vân chăn ngắt lời ông, đi tới, đừng nóng vội, tôi sẽ nói chuyện với Úc Khải. Úc Khải có chút u rũ đi tới cạnh Cảnh Vân chăn, giống như anh bạn nhỏ làm sai chuyện gì đó. Cảnh Vân chăn xoa xoa đầu cậu, đừng nóng vội, để anh nói cho em. Sau đó nắm chặt cổ tay của cậu, kéo người tới một căn phòng nhỏ bên cạnh, thấy Úc Khải còn ủ rũ, hắn lại xoa xoa đầu cá lông xù, an ủi, đừng nản chí, có anh ở đây, việc gì phải sợ bảo đảm dạy cho em biết, còn không phải chỉ là một cảnh tình cảm nhỏ nhoi sao. Không hề khó, cảnh vân chăn cố ý phát âm kỳ kỳ quái quái, kéo dài âm điệu, chọc cho Úc Khải vui vẻ. Quả nhiên, Úc Khải cười, anh, nói giống như anh có kinh nghiệm phong phú lắm ấy. Hai tên độc thân từ trong bụng mẹ kẻ tám lạng người nửa cân, ở đây ra vẻ khinh thường ai chứ. trêu đùa xong, Úc Khải vẫn có chút mặt mày ủ rũ. Nói thật, đối với loại chuyện này trong đầu em có chút trống rỗng, anh, anh thì sao? Bởi vì chưa tự mình trải qua, cho nên có chút không tưởng tượng ra được. Nhắc tới cái này, trong đầu cảnh vân chăn liền xuất hiện một vài hình ảnh kỳ thực cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Năm cảnh vân chăn 18 tuổi đóng xong một bộ điện ảnh đầu tiên liền nổi tiếng, hơn nửa số người trong giới đều muốn móc nối quan hệ với hắn, bởi vậy nhận thức một đám hồ bằng cầu hiểu. Khi đó cảnh vân chăn tuổi còn quá trẻ, có người nói dẫn hắn đi tìm việc vui, rất vui sướng, hắn liền đi, kết quả vừa mở cửa phòng. Ánh đèn mở ảo, vô số cơ thể trắng nõn dây dưa quấn quýt với nhau, phát ra tiếng thở dốc khiến người miên man bất định. Mười mấy người cả trai lẫn gái dính vào nhau làm loạn. Nhà họ cảnh gia giáo rất nghiêm khắc, cảnh vân chăn 18 tuổi đã nhìn thấy cảnh này bao giờ đâu. Trực tiếp bị cảnh tượng thác loạn bên trong dọa cho xoắn đít chạy ra khỏi khách sạn sau đó đứng ở ven đường ghê tởm tới mức suýt nôn cả ra. Cảnh tượng kia để lại bóng ma cực kỳ khắc sâu khó quên đối với cảnh vân chăn, thậm chí đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cứ cảm thấy ghê tởm. Về sau lại lăn lộn trong giới, càng thêm chán ghét những nam nữ vì ôm đùi mà cuốn lấy hắn, tâm địa gian xảo viết rõ trên mặt, còn muốn giả vờ yêu thích hắn rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy bẩn, cực kỳ bẩn, cảnh vân chăn đã từng hoài nghi bản thân có phải hơi lãnh đạm quá không tận đến khi gặp được Úc Khải, hắn mới biết không phải. Không sao, Úc Khải, cảnh vân chăn giơ tay vén sợi tóc bên tai Úc Khải, nhẹ nhàng cỏ cọ lên gáy cậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu. Tiểu Khải, biết vì sao vừa rồi anh khóa cửa không? Giúp em nhập vai, chương 83, nếu bây giờ có người đứng ở ngoài cửa nghe lén, sẽ nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên trong. Ban đầu Úc Khải có chút sợ hãi, cậu bị cảnh vân chăn ôm ngồi lên trên bàn, không rút lui được. Tận đến khi cả người run rẩy, quân lính tan dã ghé vào lồng ngực cảnh vân chăn, phát ra thanh âm không thể tự kiểm soát. Một lúc sau, Úc Khải mới hoàn hồn, lông mi run rẩy, hốc mắt hồng hồng trộm nhìn người đàn ông, đối phương không nhanh không chậm rút một tờ giấy lau bên cạnh, còn cong cong môi với cậu. Giống như vừa rồi là một việc hết sức bình thường, chỉ là hô hấp rõ ràng nặng nề vài phần, quá khủng khiếp, cảnh vân chăn bỗng nhiên giữ chặt tay Úc Khải. Úc Tiểu Khải chưa bao giờ thấy qua việc đời chấn kinh. Wow, lớn như vậy sao? Nhận ra Úc Khải lùi bước, cảnh vân chăn hôn lên sườn mặt của cậu, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần dụ dỗ bảo bảo, đừng sợ. Em xem, nó rất thích em, đừng nhắm mắt, phải nhìn thật kỹ, nhớ thật kỹ. Cảnh Vân Trăn và Úc Khải ở trong căn phòng nhỏ kia mấy chục phút mới đi ra. Nhưng tới khi tiếp tục quay chụp, Úc Khải giống như biến thành một người khác, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ở trước ống kính, thể hiện tình yêu thầm kín, tình dục kìm nén và ham muốn xấu hổ không nói nên lời này vô cùng đúng chỗ. Đạo diễn cũng phải kinh ngạc, vừa lòng hô qua, quá tuyệt vời. Ai, tôi nói này cảnh vân chăn, cậu đúng là có chút tài năng, cậu dạy thế nào vậy? Còn có thể dạy như thế nào? Cảnh vân chăn đúng sự thật trả lời, thì, nói phải đi đôi với thực hành thôi mà. À, chu đạo diễn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cảnh vân chăn truyền tụ một vài kinh nghiệm diễn xuất, vậy sao vào đó lâu vậy? Người đàn ông cười bí hiểm, không trả lời, nhưng khi nhìn chàng trai đang chỉnh trang lại ở trên phim trường, giống như nhìn thấy một món ăn ngon gì đó, liếm môi dưới đầy thèm thuồng. Không được nhìn nữa, còn nhìn nữa, đêm nay tiểu cá mặn sẽ bị hắn ăn, ai ra tiểu khải, giỏi quá, tư nhân dương mi thổ khí, đứng lên vỗ tay thật mạnh, còn dùng đôi mắt nhìn nhan vũ diệp một chút, hung hăng dẫm lên vết thương của gã, cái này gọi là vừa trẻ tuổi vừa có thực lực. Khó trách người ta có thể giành giải, đúng là khác bọt, Chợt chợt, vừa rồi còn nói người ta không được, bây giờ bị vào mặt bôm bốp, sắc mặt nhan vũ diệp trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Úc Khải, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không làm gì được, chỉ có thể chửi thầm một câu thất học, hôm nay gã quay vào buổi tối, ban ngày chỉ có thể ngồi chờ, lại mở ra máy tính mạnh nhất. Tập 1 ít đứng vị trí thứ 17, thành công thăng hạng. Tập 2, ít đứng vị trí thứ 15, lại lần nữa thăng hạng. Tập 3, ít đứng vị trí thứ 13, lại lần nữa thăng hạng. Đừng thấy cậu mỗi lần đều vừa vặn đứng trước vị trí đào thải một bước, nhưng phải biết rằng mới đầu cậu có điểm số thấp nhất, ban đầu kém người đứng thứ hai từ dưới lên hơn 100 điểm, dựa theo quy tắc tính điểm, cơ hồ mỗi một vòng thi đấu cậu đều đạt được điểm cao, mới có thể ổn định không bị loại. Ba tập đầu không được coi trọng, cho tới hôm nay phát sóng tập 4, ít hiện tại đã trở thành đại diện của sự phản công, là tuyển thủ hạt giống được yêu thích số một số 2 trong chương trình. Úc Khải dựa vào cái áo tròn ích này hút hơn 200.000 điểm nhân khí. Theo cái đà này, chờ phát sóng hết, 500.000 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có ai mà không thích một chàng trai vừa đẹp trai vừa có ai tiêu cực cao cơ chứ? Huống chi loại phản công sảng văn như này, mọi người đều rất chờ mong xem cậu có thể đi tới bước nào. Tham gia chương trình trong 5 ngày rưỡi, thu được 500.000 điểm nhân khí. Đã, cực kỳ lời. Nhàn Vũ Diệp vội vã click vào tập mới nhất mới phát sóng tối qua. Khi máy tính mạnh nhất đang ghi hình tập thứ tư, vốn đã quay được hơn một tiếng. Kết quả một tuyển thủ trong đó đột nhiên nhận được tin tức. Mẹ của cô bị tai nạn giao thông. Bệnh viện thông báo tình trạng đang nguy kịch. Bật đắc sĩ phải rút khỏi cuộc thi và vội vã trở về. Khi tổ ekip thông báo tin tức này fan của tuyển thủ kia đều thở ngắn than dài một trận. Ai, tiếc quá, thương cô ấy, hy vọng mẹ của Hàm Mộng không sao. Hàm Mộng thật hiếu thảo, hu hu hu, tiếc cho Hàm Mộng. Tức quá, sao một cô gái xinh đẹp lại phải đi rồi, đau lòng. Còn may vẫn còn lộ lộ, bởi vì một tuyển thủ rời đi, hôm nay Úc Khải đứng vị trí thứ nhất từ dưới lên chỉ cần vượt qua một người là có thể thăng hạng không bị đào thải. Đàm Hưng đằng nhân cơ hội nói khay Úc Khải, chúc mừng nhé ích vận khí của cậu quả thực không tồi, kiểm tra gia nhập đơn giản, hiện tại nhặt không được vị trí. Từ khi ít tới, cậu liền trở thành đề tài thảo luận chính, nữ sinh đều thích cậu, ngay cả nữ thần lâm lộ du cũng rất nhiệt tình với cậu. Cho dù ít không hay nói chuyện, thích tìm một góc không người ngồi một mình. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc đàm hưng đằng không ưa cậu. Gã theo đuổi lâm lộ du lâu như vậy, đối phương đối xử với gã không nóng không lạnh, kết quả ít mới tới được mấy ngày, Lâm Lộ Du liền vội vàng đi dán vào mông lạnh của cậu. Hơn nữa mắt thấy ích này càng ngày càng nổi tiếng, sắp vượt qua gã, đàm hưng đằng càng tức muốn chết, gã hạ quyết tâm phải khiến ích bị loại. Tập 4, cơ hội tới. Tuy gã cực kỳ chán ghét ích, nhưng cũng không thể không thừa nhận, năng lực ghi nhớ của ích mạnh tới mức giống như bật hách. Cho dù trong chương trình cao thủ nhiều như mây này cũng là tồn tại cực kỳ châu bò. Nhưng mà, gã không tin những năng lực khác của người này cũng mạnh như vậy cái cậu đàm hương đằng này, bị điên à, có biết nói chuyện không, cái gì mà nhặt không, cũng không phải ít ép người ta phải đi. Hương đằng nói cũng không sai, cái cậu ích kia vốn chính là nhặt không một vị trí. Hiện tại câu hỏi càng ngày càng khó, nếu không phải hàm mộng rời đi, thật sự ích không chắc chắn có thể tăng hai bậc, không chừng cậu ta sẽ bị loại ấy chứ. Ban đầu, chương trình sẽ loại một tuyển thủ ở vòng thứ hai, nhưng vì hàm mộng rời đi, liền không cần đào thải nữa, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Thử thách ở vòng thứ ba không giống hai vòng trước, vòng thứ ba là thi đấu tổ đội, 12 tuyển thủ còn lại chia thành mỗi tổ hai người, cần phối hợp để hoàn thành thử thách. Thử thách này gọi là tọa độ ảo, thử thách được chia thành phần trên và phần dưới. Đầu tiên, tuyển thủ thứ nhất thông qua thử thách đạt được số liệu và công thức tính toán, rồi truyền về cho đồng đội của mình, sau đó đồng đội căn cứ vào số liệu và công thức tiến hành tính toán. Sau khi tìm ra câu trả lời, tìm tọa độ tương ứng trên bản đồ giả thuyết, sau đó nhập tên của tọa độ vào bảng trả lời. Một người thất bại, cả hai cùng thất bại, đều không có điểm. Các tuyển thủ đều phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc qua Khó quá, kích thích quá, 30 phút trước khi thi đấu bắt đầu, tất cả tuyển thủ đều ở trong phòng chuẩn bị thi đấu tiến hành tổ đội và thương lượng đối sách. Anh Đàm, anh Đàm, Hương Đằng, chúng ta một tổ nhé. Anh Đàm, anh có chiến lược để qua ải nào không? là người giành huy chương vàng trong cuộc thi toán học quốc gia đàm hưng đằng trở thành đồng đội mà mọi người muốn cướp dù sao phân đoạn thứ hai thực sự rất khảo nghiệm khả năng tính nhầm đàm hưng đằng trong lúc nhất thời được các tuyển thủ khác vây xung quanh ha 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 tất cả đều vây quanh đàm hưng đằng ha 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 đóng ngoặc vuông dù sao cũng là người vô địch trong cuộc thi toán học cả nước so về khả năng tính toán chắc chắn là mạnh nhất toàn trường đúng không hưng đằng tuyệt vời đóng ngoặc vuông, đương nhiên ngoại trừ ích, cậu cũng không gia nhập vòng vây, chỉ đứng một mình bên cạnh cái bàn quen thuộc chờ lát nữa tham gia thử thách. Ích ở đằng kia một mình, cậu ấy có nắm chắc không? Tôi thấy khó, đàm hương đằng cũng nhìn thấy ích đứng một mình trong góc không người hỏi thăm, đắc ý hết cầm lên, thấp giọng nói các cậu đều đừng chọn tổ đội với ích, về sau mỗi một vòng cần thi đấu tổ đội, tôi đều có thể thay phiên chọn các cậu. Lâm lộ du nghe được lời này nhíu nhíu mày, vì sao? Đàm hưng đằng, lộ lộ, sao cậu ngốc vậy? Một kẻ hàng không như cậu ta, cậu để ý tới cậu ta làm gì? Chúng ta mới là một phe. Lâm lộ du, nhưng cậu ấy cũng dựa vào thực lực để tiến vào mà. Năng lực của cậu ấy không yếu, mấy vòng thử thách trước điểm đều không thấp. Tôi nhớ cậu ấy có ba vòng còn hoàn thành nhanh hơn cậu. Nhắc tới cái này, sắc mặt đàm hưng đằng biến đổi, mặt trầm xuống nói, lộ lộ, chẳng lẽ cậu không muốn cùng một tổ với tôi sao? tôi có thể cùng một tổ với cậu trước chúng ta chỉ cần thắng mỗi người dựa vào thực lực của mình cũng không bắt nạt cậu ta cậu quản cậu ta làm gì chẳng lẽ cậu muốn cùng một tổ với cậu ta nói thật lâm lộ du rất có cảm tình với ích không phải tình cảm giữa nam và nữ sau khi biết ích có bạn trai cô liền từ bỏ loại suy nghĩ này hiện tại chỉ đơn giản là cảm thấy ích cho người ta cảm giác rất thoải mái rất sạch sẽ nhưng đúng là mặc kệ nói thế nào thi đấu mới quan trọng nhất tuy ích biểu hiện ra khả năng ghi nhớ và không gian tưởng tượng rất mạnh nhưng khả năng tính toán thì không biết đoạn đối thoại này bị chương trình cắt mất nhưng hiển nhiên ích vẫn nghe được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ một cái ánh mắt lãnh đạm giống như đang nhìn tên hề nào đó đàm hương đằng cười lạnh nói làm sao ích cậu sợ sao ích không để ý đến gã cuối cùng khi chọn đồng đội đàm hương đằng tự nhiên được mọi người lựa chọn trừ ích ra cuối cùng gã chọn lâm lộ du Cường cường liên thủ, tổ trai xinh gái đẹp, xông lên nào. Mà chờ tới lượt X thì không ai chọn cậu, một mình đi tới khu vực được chọn. A, à, X thật đáng thương. Pháp, thật xấu hổ, vì sao không chọn anh trai nhỏ X? Anh ấy rất đẹp trai. Nực cười, ha ha ha, cũng không phải chương trình chọn diện mạo. Nhân phẩm của X không được, cũng không thấy ai chọn cậu ta, nhân duyên quá kém. Cuối cùng X và một tuyển thủ không ai chọn khác tự động thành một đội. Người kia ở trên cậu một bậc, vẫn luôn ở vị trí thứ hai từ dưới lên, cao thủ lúc nào cũng mang theo bài poker và Rubik lý ra. Tổ đội sổ, chết cười, hết rồi hết rồi, xem rãi thật sự sẽ bị loại. À, không muốn ích bị loại, người ta là mạnh mạnh kết hợp, bọn họ là yếu yếu kết đôi. Nói người khác yếu có bản lĩnh thì tự mình đi đi, ta thấy người bị loại ngay từ vòng gửi xe ấy chứ nhỉ. Một đám anh hùng bàn phím Nhàn Vũ Diệp xem mà tức đến nghiến răng, bất bình nói chắc chắn ít có thể phản công. Người mình nhìn chúng, trong lúc gã đang nói nhảm, thấy Úc Khải tới đây ăn cơm, lại lập tức âm dương quay khi nói, Úc Khải, vừa rồi cậu diễn không tệ, có cảnh đại ảnh đế hỗ trợ đúng là phải khác, đâu giống đám diễn viên nhỏ chúng tôi, chật chật. Úc Khải vẫn cứ không tức giận, chỉ nhìn gã và máy tính bảng trong tay gã rồi bật cười một cái. Xin lỗi, thật sự rất khó không cười ra tiếng nhan vũ diệp người này bị điên à nhan vũ diệp cũng có chút hoài nghi nhân sinh Úc khải cơm nước xong liền đi tới phòng hóa trang riêng của mình nghỉ ngơi ngủ trưa một lát buổi chiều tiếp tục làm việc nhan vũ diệp tiếp tục xem chương trình trong chương trình x và lý ra tự động tạo thành tổ đội sổ hai người ghé vào cùng nhau thảo luận một chút lý ra x phân đoạn sau không phải sở trường của tôi cậu thì sao x vậy cậu làm phân đoạn trước đi phần sau để tôi được, tôi sẽ cố gắng để nhiều thời gian cho cậu, nhưng mà nói thật, tất cả các hạng mục hôm nay tôi đều không am hiểu cho lắm. Ít, không sao, tôi có thể. Cậu phải tin tưởng vào bản thân, ưu thế của cậu là tâm trạng tốt, đủ ổn định, thời gian chắc chắn sẽ đủ. Lần này cậu cũng cố gắng ổn định, hạng mục này không khó, tôi dạy cậu một chút kỹ xảo, chỉ cần cậu không câu giờ, chắc chắn có thể. Cậu không cần bảo đảm thời gian, cậu chỉ cần bảo đảm cho tôi số liệu nhất định là đúng chúng ta sẽ có khả năng vượt qua sau đó ích nói cho hắn một vài kỹ năng quan sát của mình được cuối cùng lý ra gật đầu thật mạnh chúng ta cố lên ích cũng dựng ngón tay cái lên với hắn rất nhanh thử thách chính thức bắt đầu cấp độ này là tìm hình phẳng tương ứng với một góc nhất định thông qua một vật thể ba chiều phức tạp tuy nhiên khi tuyển thủ quan sát vật thể ba chiều này thì không thể nhìn thấy toàn cảnh mà chỉ có thể nhìn thấy một hướng vì vậy điều này có nghĩa là cần phải có một trí tưởng tượng không gian rất mạnh mẽ lý gia nói hắn không quá am hiểu cái này cũng không phải là khiêm tốn hắn cố gắng đứng trước vật thể quan sát không ngừng dùng tay mô phỏng hình dạng và bề ngoài của nó mắt thấy các đối thủ đã tìm được đáp án hơn nữa gửi số liệu về cho đồng đội lý gia vẫn còn đang tìm chạy tới chạy lui mồ hôi đầm đìa không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương cố lên đóng ngoặc vuông lý gia cố lên đóng ngoặc vuông, Lý Gia bắt đầu khẩn trương, xong rồi xong rồi, chẳng lẽ ít sẽ không có cơ hội lên sân khấu đấy chứ? Quả nhiên là tổ đội sổ, đều yếu, nhàn vũ diệp ở trước màn hình, cũng khẩn trương nắm chặt tay. Mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng Lý Gia tìm được đáp án, chạy một mạch như điên tới khu trả lời, truyền số liệu cho ích. Nhưng mà, xong rồi xong rồi, đã quá muộn, chỉ có 3 phút. Đóng ngoặc vuông, à ha. Ý thật sự bị kéo chết theo. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, số liệu lớn như vậy, sao có thể tính ra được trong vòng 3 phút cơ chứ? Mắt thấy thời gian bắt đầu đếm ngược, Lý Gia đã ấy náy sắp khóc tới nơi, ít trong giây lát mở hai mắt, ngón tay nhanh như bay hoạt động trên màn hình, xác định vị trí, cậu đưa câu trả lời vào, vào mấy giây cuối cùng ấn nút xác định. Hết giờ, tất cả tuyển thủ đã hoàn thành câu trả lời. Chắc chắn ít chỉ tùy tiện đưa vào một nơi đánh cược vận khí qua đáng tiếc ta rất thích ích nhưng khi công bố thành tích điều khiến người kinh ngạc đã xảy ra tổng cộng 6 tổ có hai tổ mục đầu đầu đáp án sai dẫn tới tính toán sai còn một tổ mục đầu đáp án đúng nhưng tính toán sai còn ích và lý gia đúng hết yes lý gia kích động nhảy cẫng lên tại chỗ hưng phấn cho ích một cái ôm các giám khảo đều kinh ngạc đúng rồi lợi hại, không ngờ khả năng tính toán của ích cũng mạnh như vậy mẹ kiếp, cậu ấy chỉ dùng 2 phút để tính toán, 1 phút để tìm tọa độ. Trong lúc chờ đợi lý ra tìm đáp án, ít cũng không nhàn rỗi, không ngừng vuốt màn hình, làm quen những tọa độ đó, cho nên mới có thể tìm ra nhanh như vậy. Người dẫn chương trình đem micro cho lý ra, vừa rồi khi bạn nhìn thấy thời gian chỉ còn lại 3 phút bạn đã có cảm gì. Lý ra bật khóc, em cảm thấy hết rồi hết thật rồi, em đã hại chết Ích. Dù sao ít có điểm thấp nhất, nếu bọn họ thua, hắn còn có thể vứt phát một chút, nhưng ít sẽ trực tiếp bị loại. Ít cười cười, không đâu, cậu làm rất tốt, tôi nói rồi, chỉ cần số liệu của cậu đúng, còn lại cứ giao cho tôi. Lý gia nói, đúng vậy, ít nói với em, chỉ cần ổn định, chỉ cần số liệu của em là đúng, cậu ấy chắc chắn không thành vấn đề. Lý gia, cậu ấy nói, chỉ cần để lại cho cậu ấy 5 phút là đủ. Kết quả sự thật là, 3 phút đã đủ. À, 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 Đóng ngoặc vuông ít quá mạnh, đóng ngoặc vuông, trời ơi, ít quá trâu bò đúng không? Ba phút tính nhầm số liệu lớn như vậy. Trong đầu cậu ấy có một dàn máy tính sao? Hơn nữa lần này khi điểm số được làm mới, ít trực tiếp bay lên vị trí thứ sáu. Cậu không chỉ dựa vào thực lực của bản thân mang đồng đội bay theo, mà thứ tự còn vèo một cái tăng lên nhiều như vậy. Và mặt bôm bốp, phản công xuất sắc, người dẫn chương trình thuận thế hỏi Ích, hiện tại bạn có gì muốn nói không? thích nhìn về phía đàm hưng đằng đang ngồi ở vị trí cao nhất kia, tôi muốn vị trí kia. Thấy sắc mặt đàm hưng đằng âm châm, thích cong môi cười, dâng trả lại câu nói kia cho gã. Làm sao, cậu sợ à, thích quá đẹp trai à à à à đóng ngoặc vuông, thích quá cường, yêu lắm, đóng ngoặc vuông, thích sông lên đi, đóng ngoặc vuông, yes, mình biết ngay mà, nhất định ích có thể. Nhan vũ diệp kích động nhảy dựng lên, nhưng mà đúng lúc này, Phía sau gã đột nhiên vang lên một giọng nói, hỏi, "Đây là tập mấy?" Phát, Nhan Vũ Diệp bị dọa cho thiếu chút nữa ngã bệt ra đất, quay đầu nhìn, phát hiện là Cảnh Vân chăn, Cảnh Ca, "Cái đệt, cậu vào đây lúc nào thế?" Còn Vô Thanh Vô Tức đứng ở phía sau, cũng không biết đã đứng bao lâu, đột nhiên lên tiếng, "Linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bị hắn dọa bay mất có được không?" "Đây là tập 4, Cảnh Ca, không phải cậu là dám khảo sao?" cảnh vân chăn, tôi cũng không biết bọn họ cắt nối thế nào. Tuy bọn họ chỉ quay trong 5 ngày rưỡi, nhưng khi cắt nối không nhất định chỉ có 5 tập, dù sao mỗi tập đều quy định thời gian. Khi cảnh vân chăn ăn cơm, cũng cầm máy tính bảng xem. Kỳ thực 2-3 tập đầu, màn ảnh của ích không nhiều, cơ bản không có đặc tả, một vài hình ảnh thi đấu còn bị lược qua, chủ yếu đều quay đám người đàm hương đằng, mãi cho tới tập 4, cậu một đường tuyệt địa lật trời, nhân khí bạo trướng, màn ảnh mới nhiều lên. Cảnh Vân chăn sen đi xem lại màn ảnh của cậu vài lần, cảm giác quỷ dị kỳ quái trong lòng lại xuất hiện. Buổi tối, quay xong cảnh hôm nay, hai người trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cảnh Vân chăn lại cầm lấy máy tính bảng, giống như tìm được chứng cứ gì đó, lôi kéo Úc Khải nghiêm túc phân tích. Cảnh Vân chăn tiểu cá mặn, lúc trước em còn không tin, em nhìn cậu ta, khi cậu ta suy nghĩ, rất giống em đều thích nghiêng đầu sờ cầm, ngay cả thói quen dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn cũng rất giống. Úc Khải thầm giật mình. Sau khi bị cảnh vân chăn phun tào vào ngày đầu tiên, Úc Khải liền cố tình khống chế bản thân, không nhìn lén cảnh vân chăn, cũng cố gắng tránh chạm mặt với hắn, tránh làm cho hắn chú ý. Cậu tự nhận là ngụy Trang rất tốt, là một diễn viên kỹ thuật diễn xuất hiện tại cũng không tệ lắm. Cậu không chỉ thay đổi tướng mạo, tư thế đi đường, giọng nói và tốc độ nói chuyện cũng chú ý. Cậu rất tự tin, cảm thấy cho dù là cha mẹ ruột đứng trước mặt cũng không nhất định có thể nhận ra cậu nhưng trình độ hiểu biết của cảnh vân chăn về cậu hình như vượt qua tưởng tượng. Bởi vì đây là những thói quen nhỏ, chính cậu cũng không chú ý. Ba tập đầu màn ảnh của cậu không nhiều, rất nhiều hình ảnh còn không nối liền, nhưng bắt đầu từ tập 4 phản công, màn ảnh của cậu càng ngày càng nhiều. Úc Khải, không, không giống, thật sự không giống, chắc là trùng hợp thôi. Cảnh Vân Trăn, làm gì có chuyện trùng hợp nhiều như vậy, em đợi tí, anh lại cho em xem, còn có cái này, khi em tính toán cũng thích nhắm mắt cậu ta cũng vậy hơn nữa anh quốc khải nhanh chóng ngăn hắn lại ngắt đứt suy đoán của hắn em mệt rồi quốc khải không muốn cho cảnh vân Trăn tiếp tục nghĩ nữa cậu cứ cảm thấy câu nói tiếp theo của cảnh vân Trăn chính là hai người quả thực giống như một người dù sao mạch não con hàng này hơi lạ chẳng may hắn thật sự nghĩ ra thì phải làm sao quốc khải thuận thế ôm lấy eo bạn trai nhét mình vào trong lòng ngực cảnh vân Trăn, cọ cọ đầu vào bả vai hắn chớp chớp mắt. Ôm em một cái, Cảnh Vân Chan, tiểu cá mặn bảo bối chủ động làm nũng quá đáng yêu rồi. Chương 84, Cảnh Vân chăn bế Úc Khải lên hôn cho một trận, miệng cá bị hắn hôn đến sưng lên. Buổi tối trở lại khách sạn, Cảnh lão cầu lại mặt dày mày dạn bò lên giường cá mặn, ôm một cái rồi hôn hôn sờ sờ. Tục ngữ có câu một lần lạ, hai lần quen, lần này thậm chí còn vui sướng hơn lần thứ hai. Cảnh lão cầu dục cầu bất mãn rất muốn tiến thêm một bước bị Úc Khải từ chối. Ngày mai còn phải đóng phim nữa, không chịu được lăn lộn. Chờ mọi việc kết thúc, cài đặt che chắn của hệ thống biến mất, thấy Úc Khải còn có thể tung tăng nhảy nhót đi tắm, chập chập phát ra tiếng, hóa ra hôm nay các cậu cũng chỉ lái hai cái xe không số thôi à. Úc Khải, thần mẹ nó xe không số. Úc Khải, người lại học được mấy lời cợt nhà này ở đâu thế hả? Tiểu hệ thống tự tin thẳng thắn trên mạng. Còn có, cái giọng điệu vô cùng tiếc nuối này của ngươi là sao một hệ thống như ngươi đen tối như vậy có thích hợp không tiểu hệ thống đã nói rồi kinh nghiệm tình trường của ta rất phong phú có gì mà ta chưa thấy qua nào nào ta lại chia sẻ cho cậu thêm mấy quyền nữa tiểu hệ thống sau khi bị ảnh đế cường tù hào đoạt ta bị cha ảnh đế của ta cưỡng ép yêu những ngày tháng bị ảnh đế nhốt trong phòng tối úc khải cho nên nói rốt cục ảnh đế đã làm sai điều gì mà bị viết thành nhiều loại rau răm như vậy úc khải lạnh nhạt ngắt lời nó thăng cấp xong chưa hệ thống sớm sớm thôi chiều ngày mai là thăng cấp xong úc khải cây đi nhanh lên tiểu hệ thống qaq nhớ năm đó đều là nó thúc giục ký cổ cố gắng thăng cấp tranh thủ kiếm nhiều điểm nhân khí nhưng giờ ở trên người úc khải liền trở thành úc khải cả ngày thúc giục nó bắt nó thăng cấp nhanh lên sao có đạo lý như vậy được, nói ra có lẽ không có đồng nghiệp nào tin, đường đường một hệ thống như nó cư nhiên không theo kịp bước chân của ký chủ. Hiện giờ có quốc gia ba ba ủng hộ mạnh mẽ, Bạch Châu Lục, toàn chức nghiệp nam thần không chỉ chiếm cứ vị trí đầu trên các trang video lớn, mỗi đêm còn được phát đi phát lại trên khung giờ vàng. Đặc biệt là hai tháng nghỉ hè, chỉ sau 30 ngày công chiếu toàn chức nghiệp nam thần đã nhanh chóng đột phá 10 tỷ lượt xem, lượt xem từng tập cũng đang tăng đều, ngày cao nhất còn vượt qua 700 triệu. Trở thành bộ phim hot nhất trong kỳ nghỉ hè, có khả năng trở thành ông vua phim truyền hình năm nay. Nhân khí không tăng vọt mới là lạ, hơn nữa hiện tại phát sóng máy tính mạnh nhất, tập 4 vừa phát sóng, ít liền leo lên hot search. Thằng anh chàng đẹp trai IQ cao ích, thằng ích khiêu chiến với đàm hương đằng thăng, ít quá đẹp trai, sông lên, đóng ngoặc vuông, gọi ích đóng ngoặc vuông, xem ra không chỉ là đi tới đâu cũng gây ra tinh phong huyết vũ, thể chất hot suất này của Úc Khải cũng rất tự nhiên, áo choàng thông dụng. Nhưng bên trong cũng có một vài tiếng nói không hài hòa. Ít quá điên cuồng đúng không? Không phải cậu ta thực sự cảm thấy có thể vượt qua được đàm hương đằng đấy chứ? Nếu không phải lần này tổ đội hai người bị người kéo chân, cậu ta có thể lên thứ sáu sao? Đàm hương đằng nói không sai, cậu ta là một tên ăn không, toàn dựa vào may mắn, nếu không phải mộng hàm rời đi, không chừng cậu ta đã bị đào thải ngay vòng thứ hai chỉ nói về thực lực cậu ta có bằng tốt nghiệp đại học không cậu ta đã từng đạt giải thưởng nào chưa ta không ưa cậu ta cả ngày ra vẻ ít gian lận không phải mọi người không biết chứ mọi người đi xem siêu thoại đi có người đã phát ảnh chụp màn hình Weibo bua đàm hưng đằng đăng lúc trước đó là một tháng trước đàm hưng đằng đăng một bài trên Weibo. bộ não mạnh nhất đàm hưng đằng vốn cho rằng đó thật sự là một cuộc thi của những người tính toán mạnh nhất cả nước, kết quả cũng chỉ là một chương trình tống nghệ giải trí mà thôi, không thú vị. Ảnh khu bình luận, fan gã dò hỏi, Hương Đằng, có chuyện gì vậy? Anh Đàm, anh Đàm, xảy ra chuyện gì? Đàm Hương Đằng trả lời một bình luận trong đó, còn có thể là gì? Vì để tăng rating, tận lực cho những người đẹp trai thăng cấp, bây giờ nơi này đã biến chất rồi. Tuy bài viết đã bị xóa bỏ, nhưng ảnh chụp màn hình bay đầy trời. Lúc trước quay xong tập 4, các tuyển thủ đều bị thực lực của ích làm cho kinh sợ. Trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy, một người mang một đồng đội khác bay, trong 3 phút hoàn thành phép tính nhầm siêu khó và tìm ra tọa độ tương ứng. Đây là khái niệm gì? Bọn họ lo lắng về sau sẽ còn có hạng mục tổ đội khiêu chiến. Liền sôi nổi bắt đầu quan hệ với ích để mướn sức, hy vọng lần sau có thể tổ đội với cậu, trực tiếp bỏ rơi đàm hương đằng ngoài 800 mét, khiến đàm hương đằng tức chết đường đường một người đứng nhất như gã không bằng một tên đếm ngược. Một người tâm cao khí ngạo như gã không thể tiếp nhận kết quả như vậy, gã xuống dưới dò hỏi vài tuyển thủ, xác định cậu chỉ dùng 2 phút để tính toán, một phút tìm được tọa độ và nhập vào. Sao có thể, hồi đại học gã là quán quân kỳ thi toán học quốc gia, ngay cả gã cũng mất 5 phút, sao ít có thể nhanh như vậy. Hơn nữa bước cuối cùng kia quả thực tính bằng dây, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy gã có lý do để nghi ngờ là gian lận gã và bạn bè thảo luận một phen sau đó đều cảm thấy ít này có vấn đề vừa nhìn là biết cậu do nhà tư bản nhét vào nói không chừng có người sau lưng nâng cậu cố ý lăng xê tạo thế cho cậu không chừng sau này liền thành người nổi tiếng trên mạng xuất đạo gì đó thì sao đàm hương đằng thuyết phục năm tuyển thủ khác cùng đi tìm giám khảo đưa ra nghi vấn nhưng các giám khảo đều phủ định chuyện này đàm hương đằng không phục trực tiếp đăng uê mua ám chỉ ít gian lận. Trong lúc nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều dư luận nghi ngờ. Thang đàm hương đằng nghi ngờ ít gian lận, cẩn thận nghĩ lại, đúng là rất kỳ lạ. Nếu cậu ta mạnh như vậy, vì sao trước kia không tham gian, trực tiếp hạ cánh ở vòng bán kết cuối cùng. Chứng tỏ có bối cảnh, lần này ta chắc chắn đứng về phía đàm hương đằng, không có lý do gì, chỉ là thực lực mạnh mẽ top 100, không cần gian lận. Làm ơn, không phải nói trận chung kết là một cuộc thi quốc tế sao? Các tuyển thủ cuối cùng sẽ đại diện cho nước Thiên Long xuất chiến, xin hãy chọn ra những tuyển thủ có thực lực thật sự để bảo vệ nước Thiên Long, chứ không phải coi vẻ ngoài là số một. Ha ha, phải đổi thành diễn viên mạnh nhất mới đúng, tuyển thủ đều đi xem để thi trước mấy tháng rồi mới thi đấu, như vậy ta lên cũng được. Vì lượng xem mà gian lận, người tính toán số một, tư bản cút, đóng ngoặc vuông, mọi người đều biết gian lận là điều đáng xấu hổ, kiến nghị nghiêm tra, bắt được người lậu đề, hơn nữa, đuổi ích ra. Ích lập tức bị cuốn vào phong ba nghi ngờ gian lận. Tổ ekip đối với việc này đáp lại rất kiên quyết, tỏ vẻ ích tuyệt đối không gian lận, yêu cầu những người nghi ngờ lấy ra chứng cứ để chứng minh, đừng nghe gió tưởng mưa. Nhưng cũng không cản được những bình xịt này điên cuồng phát ra. Trong một ngày ngắn ngủi, từ khen ngợi trở thành bạo lực mạng, trên mạng tràn đầy lời chỉ trích. Sáng ngày hôm sau, tập 5 máy tính mạnh nhất phát sóng. Thời tiết hôm nay không tệ, đoàn phim nắm chặt thời gian quay chụp ngoại cảnh, mấy diễn viên chính và diễn viên phụ quay một mạch đến hơn 2 giờ chiều mới nghỉ ngơi ăn tối. Quốc Khải đã nằm xuống tại chỗ, được cảnh vân chăn đút cơm, mà nhan vũ diệp cư nhiên còn có thể nhân thời gian ăn chưa click mở máy tính mạnh nhất tiếp tục theo dõi. Tức chết đi được, một đám anh hùng bàn phím, không có tí chứng cứ nào mà dám ở đó mắn chửi, nói cậu ấy gian lận. Có não không vậy? dựa vào đâu bọn họ không được liền cảm thấy người khác không được những người này cũng không nghĩ nếu thật sự có hậu đài thì không có khả năng sẽ phân phối lý ra làm đồng đội của cậu ấy như vậy không cẩn thận một cái liền đi đời còn nói lý ra cũng là diễn rõ ràng tất cả mọi người không chọn bọn họ bọn họ mới tạo thành một tổ vậy sao không dứt khoát nói tất cả mọi người đều gian lận đi có được không cái tên đàm hương đằng này là loại gì vậy lúc xem còn không quên lôi kéo trang văn tinh biểu đạt sự tức giận của bản thân. quốc Tiểu Khải nghe thấy lại thiếu chút nữa cười ra tiếng, cậu cố gắng biểu hiện đầy bình tĩnh trước mặt cảnh vân chăn, làm bộ mọi thứ đều không liên quan tới mình. Còn kéo cảnh lão cậu đang muốn thò lại gần âm thầm quan sát, chớp chớp mắt, mắt trông mong mà nói. Anh, mệt quá, làm nũng cũng vậy, một lần lạ, hai lần quen. Cảnh vân chăn bị đáng yêu đến mức tan chảy con tim. Tập 5 vừa mới bắt đầu bình luận đã quần ma loạn vũ không ít người đều chửi ích nói cậu gian lận nói cậu cút ra khỏi máy tính mạnh nhất nếu là người bình thường bị chửi như vậy tâm lý chắc chắn sẽ suy sụp nhưng úc khải căn bản không quan tâm cậu tốt xấu cũng là chiếc cá mặn plus mấy năm nay có trận thế nào mà chưa thấy qua hơn nữa rất nhanh bọn họ liền bị vào mặt tổ ekip cũng thật sự thích gây chuyện tập trước mới sắp xếp đoàn đội hợp tác vượt qua thử thách tập 5 này liền mở ra hạng mục khiêu chiến 1 vs 1 PK. Hiện tại còn lại 11 tuyển thủ, mỗi người có một lần tiến công, mỗi một tuyển thủ đều có thể tùy ý lựa chọn một tuyển thủ khác để tấn công. Bọn họ có thể lựa chọn tuyển thủ khác nhau để thách đấu, cũng có thể lựa chọn tuyển thủ đã từng bị khiêu chiến để tấn công. Nhưng mà kệ là tiến công thành công hay phòng thủ thành công đều đạt được điểm thưởng. Trong đó kích thích nhất là, ngoài vị trí thứ nhất được quyền lựa chọn ra, thì trình tự khiêu chiến và hạng mục khiêu chiến của những tuyển thủ xếp hạng khác đều là ngẫu nhiên. Tối hôm qua Đàm Hưng Đằng liên hợp cùng 5 tuyển thủ khác cũng cho rằng X là gian lận, quyết định hôm nay phải đánh bại X. 6 đánh một, cậu chết chắc rồi. Đàm Hưng Đằng không khỏi cười lạnh, trong lòng đã phán tử hình cho cậu. Vòng thứ nhất, tổ ekip liền rút phải người bên Đàm Hưng Đằng, hắn lựa chọn khiêu chiến X. Hạng mục ngẫu nhiên là một trò chơi tên là rob trò chơi này còn được gọi là điểm tuyến bí ẩn. Kỳ thực mấy ngày nay, U Khải cũng không nhàn rỗi, buổi tối sau khi hẹn hò với cảnh Vân Trăn về đều vào trong cabin VR ngủ. Các nhân viên khoa học trên cả tuyệt vời của nước Thiên Long đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp sử dụng nó, thậm chí còn soạn ra một bộ mã, dựng cảnh trong cabin VR, làm NPC, vừa nghe nói Úc Khải cần soát đề. Một giây liền đem các loại hình thử thách trong máy tính mạnh nhất từng xuất hiện biên soạn vào. Trong đó liền có rock 3 trận thắng 2, tổng hợp lại ít thắng vòng thứ hai vòng thứ ba lại giúp phải người bên đàm hương đằng cũng đều lựa chọn khiêu chiến x kết quả thật ngoài dự kiến của mọi người x thắng tuyệt đối chết tiệt x này có chút châu bò ta cảm thấy là tấm màn đen làm gì có ai lợi hại như vậy quá giả đàm hương đằng xem ở trong mắt cũng cảm thấy quá giả nhiều hạng mục khiêu chiến như vậy sao mỗi hạng mục ngẫu nhiên đều có đáp án tiêu chuẩn như vậy chắc chắn là tấm màn đen còn may gã xếp thứ nhất, cuối cùng, ở vòng thứ 8 ngẫu nhiên chọn tới đàm hương đằng. Đương nhiên gã cũng chọn tiến công ích, gã đứng lên, trong tất cả hạng mục khiêu chiến lựa chọn một cái khó nhất, hạng mục tùy cơ tính toán mạnh nhất. Không chỉ yêu cầu cao về khả năng tính nhầm, mà còn rất khảo nghiệm tâm thái. Hạng mục khiêu chiến này là bản kết hợp nâng cao của quét mìn và chơi cờ, quét mìn lập thể, hai người đồng thời chơi trò chơi, cần chiếm được địa bàn trước, ai hết đường đi dẫm phải mìn là thua. Đàm hưng đằng thực hiện trước, nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Điều này cũng có nghĩa, ít không thể gian lận, đàm hưng đằng tràn đầy tự tin, nhưng kết quả lại là, giống như đồng đội cùng trận doanh với gã. Ít liền thắng hai hiệp, đàm hưng đằng thất bại thảm hại, đường đường là quán quân cuộc thi toán học quốc gia danh gia cư nhiên lại thua một người còn không rõ tên. Địch, thật hay giả vậy, ít cư nhiên thật sự thắng. Chuyện này không thể nào ít cơ nhiên thắng, ít tuyệt vời, cho nên có ai còn dám nói ít gian lận nữa không? Đám anti-fan, mặt đau không? Ha ha, đàm hương đằng còn chưa tỉnh táo lại, vòng thứ 9 đến lượt ích tiến công. Cậu cũng không chút do so sự lựa chọn đàm hương đằng. Đàm hương đằng, ít cười với đàm hương đằng, không e dè nói, tôi biết cậu không phục, cho nên hạng mục lần này vẫn để cậu lựa chọn. Các vị giám khảo, có thể chứ ạ? À? Wow, các giám khảo đều kinh hô muốn khiến đàm hưng đằng thua tâm phục khẩu phục. 66.666, trời ơi, ít thật sự quá đẹp trai. Đóng ngoặc vuông, lại ích quá mảnh. ta à, a a Cứu mạng, người đàn ông này quá ngầu, ta yêu cậu ấy. Các giám khảo thương lượng vài phút, sau đó đồng ý. Trên sân khấu, đàm hưng đằng hung hăng nhìn chằm chằm ít, cuối cùng gã hít vào một hơi thật sâu, cố gắng biểu hiện ra vẻ hoàn mỹ nhất của bản thân trước ống kính, được, so thì so. Lúc này, Đàm Hưng đằng không dám có chút lơ là cảnh giác nào, cơ hồ dùng ra tất cả thủ đoạn của mình để đối mặt. Nhưng cuối cùng vẫn thua. Nhìn thẻ bài dư lại trong tay, Đàm Hưng đằng ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như bị người đối diện tát một cái thật mạnh, sắc mặt tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Sao gã có thể thua, hơn nữa còn thua bởi một tên tiểu tử không có chút danh tiếng nào mà gã hoàn toàn khinh thường. Chuyện này không thể nào, chuyện này không thể nào. Vì sao? tại sao lại như vậy ích này rốt cục là ai đàm hương đằng hiện tại bạn còn muốn nói gì không tận đến khi người dẫn chương trình mở miệng đàm hương đằng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại gã cắn chặt răng nhìn về phía ích giờ phút này cuối cùng gã cũng tâm phục khẩu phục không có gì để nói kỹ không bằng người đã đánh cuộc thì phải chịu thua mở ngoặc vuông chấm than hay cho một cái kỹ không bằng người đã đánh cuộc thì phải chịu thua đóng ngoặc vuông quá đẹp trai. À, 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 à. Lên, tập này kết thúc, lại lần nữa cho điểm, ít dựa vào 5 trận thắng liên tiếp, nhảy lên vị trí số 1. Cậu ngồi xuống vị trí đầu kim tự tháp, trong lúc chương trình đang đỉnh đệ nhất. Lúc này trong phim trường, tiếng hệ thống trong đầu Úc Khải thăng cấp hoàn thành. Giải khóa 3 loại phần thưởng phòng xe áp súc, kinh sát trong đa năng, cùng với, cửa thuấn di. Cửa thuấn di, Úc Khải đang đóng phim kích động, hai mắt đều trợn tròn đạo diễn cát quốc khải cậu sao thế mắt chừng lên làm gì đang quay cận cảnh đấy quốc khải vội vàng xin lỗi xin lỗi ạ à? vừa rồi thất thần không khống chế được nhan vũ diệp tóm được cơ hội quang minh chính đại nói cậu đúng là cậu làm gì vậy đóng phim còn thất thần cái gì vừa rồi trạng thái rất tốt lại phải quay lại bảy tám người phải làm lại với cậu mấy nhân vật phụ khác cũng hùa theo lời nhan vũ diệp a à, thật phiền đã hơn 10 giờ rồi, đêm nay không phải lại phải thức đêm đấy chứ. Đúng vậy, ngày hôm qua đã quay tới 12 giờ, hôm nay không phải lại quay muộn như vậy đấy chứ. Úc Khải còn chưa nói gì, cảnh vân chăn ở bên cạnh đã không vui trước, chừng mắt qua, nhàn vũ diệp, chẳng lẽ anh chưa từng ân. Nhàn vũ diệp, tôi... Cảnh vân chăn, cảnh diễn vừa rồi của anh âm ba lần, người khác còn chưa nói gì, hiện tại tiểu khải mới âm một lần anh liền phàn nàn. Nhàn vũ diệp, cảnh ca. Cảnh Vân Trăn, vừa rồi anh nghịch di động cả một buổi trưa, Tiểu Khải quay từ chiều đến tận giờ hơn 6 tiếng, thỉnh thoảng không tập trung thì có làm sao. Nhan Vũ Diệp, Cảnh Vân Trăn, còn có các người, không muốn thức đêm thì đừng đóng phim nữa, đi làm đi, 8 giờ đi làm, 18 giờ đúng giờ tan tầm thích hợp với các người nhất. Vai Phụ, Đạo Diễn, Cảnh Vân Trăn, có phải cậu cướp hết lời thoại của tôi rồi không? Cảnh Vân Trăn, còn nữa, Lão Chu, ông không được hung dữ với cậu ấy đạo diễn, ông hung dữ khi nào, chửi từng người xong, cảnh vân chăn cảm thấy mỹ mãn, xoa nhẹ đầu cá, nhỏ giọng bên tai cậu, bảo bảo, cố lên, sắp xong rồi, quay xong sẽ thưởng cho em một cái hôn. Úc Khải, mặt Úc Khải lại đỏ, cậu muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, tận đến khi cảnh vân chăn đi trở lại ngồi xuống, cậu cũng chưa nghĩ ra phải nói cái gì. Đáng giận, rõ ràng đều độc thân từ trong bụng mẹ giống nhau vì sao Cảnh Vân chăn lại giỏi như vậy? Tiểu hệ thống nhân cơ hội online, Bảo Nhi, hay là cậu suy xét lại một chút? Quốc Khải, cái gì? Tiểu hệ thống, ta xinh đẹp làm nũng trong lòng bàn tay của ảnh đế, chờ mình trong lồng ngực của ảnh đế, xuyên thành bà xã xinh đẹp của ảnh đế, còn có. Quốc Khải, dừng, Quốc Khải kêu dừng, qua hai giây, lại nói. Cho ta hai quyển, chương 85, quay xong cảnh hôm nay, đã hơn 11 giờ đêm. Cố Khải trở lại khách sạn, nhân lúc cảnh Vân chăn tắm rửa, nói cho Đường Hân Nhiên về ba loại công nghệ cao mới. Phòng xe áp xúc theo lời hệ thống nói, ngày thường ở trạng thái thu nhỏ toàn bộ chỉ lớn tầm nắm tay, nhưng sau khi mở ra thành một chiếc phòng xe 5m x 26m, bên trong có phòng ngủ, giường, phòng vệ sinh, phòng bếp, nhà ăn và các loại đồ điện gia dụng cái gì cần có đều có. Trong trạng thái thu nhỏ, đặt trong túi liền có thể mang theo ra ngoài. Nếu ở dã ngoại, Đặc biệt là khi đóng phim ở những nơi núi sâu rừng già trước không có thôn sau không có hàng quán mà nói Có một chiếc xe như vậy sẽ vô cùng tiện lợi Tương tự như mang theo một căn nhà chạy khắp nơi Mặc kệ là buổi tối nghỉ ngơi hay tắm rửa hóa trang Đều không cần chạy qua chạy lại, rất thực dụng Nhưng đối với Úc Khải mà nói, kỳ thực không có tác dụng lớn cho lắm Bởi vì quốc gia ba ba căn bản sẽ không để các mặn quốc gia bảo hộ chạy tới cái nơi hoang vu vắng vẻ như vậy dù sao trước kia đã từng có diễn viên đi tới những nơi như vậy đóng phim, trượt chân ngã chết, rơi xuống nước chết đuối. Hơn nữa ở vùng hoang vu dã ngoại, những vệ sĩ bí mật bảo vệ Úc Khải cũng không tiện lợi trong việc ẩn giấu hành tung. Cho nên đóng phim đều trực tiếp xây dựng bối cảnh thật, lấy một khu chung cư cũ, trong thời gian 2 tháng liền xây dựng thành một cảnh trấn nhỏ. Quốc gia ba ba của người chính là tuyệt vời như vậy đấy. Hơn nữa về sau còn có thể làm cảnh quan du lịch mở cửa cho bên ngoài hoặc là cho đoàn phim khác thuê kiếm đủ mà không lỗ tuy úc khải không dùng được nhưng cái này tuyệt đối là một công nghệ đen rất châu bò nếu có thể nắm giữ kỹ thuật phóng to thu nhỏ này mà nói thì việc sử dụng trong tương lai rất là lớn chưa nói đến việc sử dụng cho mục đích dân sự trong tương lai sẽ thuận tiện như thế nào chỉ đối với mục đích sử dụng của quân đội và cảnh sát hiện tại nếu có thể thu nhỏ vũ khí lại để giấu kín hoàn toàn có thể đánh cho quân địch chờ tay không kịp đối với chiến sĩ nằm vùng mà nói, cũng là một loại bảo đảm an toàn. Lại tiến thêm một bước, nếu con người có thể phóng to thu nhỏ giống trong phim khoa học viễn tưởng mà nói, là có thể làm được càng nhiều việc hơn. Loại thứ hai, kính sát tròng đa năng. Thứ này cũng rất giống sản phẩm trong phim khoa học viễn tưởng, bề ngoài của nó không khác gì kính sát tròng bình thường, có thể trực tiếp đeo lên trong mắt, sẽ không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, hơn nữa nó có thêm rất nhiều công năng. Ví dụ như tăng cường thị lực, những ký chủ khác khi đạt tới mức điểm nhân khí như này, cho dù mắt bị cận thị, chắc chắn cũng đã sớm thông qua vô số phần thưởng điều chỉnh lại thị lực của mình, cho nên phần thưởng này sẽ tăng thêm một công năng là tăng cường thị lực. Có thể cho người đeo có thị lực vượt qua người thường, có thể nhẹ nhàng nhìn thấy ký hiệu nhỏ nhất trong bảng kiểm tra thị lực ở khoảng cách 10 mét. Hơn nữa thị lực sẽ không bị bóng tối ảnh hưởng, ban đêm cũng có thể nhìn thấy. Nhưng đây chỉ là công năng cơ bản nhất, công nghệ cao hơn chính là nó không những có thể kết nối điều khiển không dây với di rộng máy tính mà còn quay chụp lại tất những những gì người đeo nhìn thấy nó còn có thể cung cấp thông tin và nhắc nhở trong quá trình đeo nó sẽ tự mình học tập và thăng cấp có thể ghi lại tất cả những gì người đeo nhìn thấy nếu người đeo quên mất lời thoại tên người chữ viết gì đó đều có thể nhắc nhở kịp thời thậm chí có thể khóa người nào đó trước mắt sau đó tự động tìm kiếm và tích hợp thông tin liên quan của người đó trên mạng tên tuổi gia đình, sở thích, thậm chí một vài tin tức bát quái, sau đó truyền tới trước mặt người đeo. Hơn nữa, nó còn có thể dạy người đeo công lực đối phương như thế nào, cách ăn nói, nói chuyện với nhau như thế nào, làm thế nào đạt được thỏa thuận một cách vui vẻ. Quả thực chính là thần khí xã giao, đương nhiên, cái này đối với Úc Khải mà nói vẫn cứ không có tác dụng gì. Cậu căn bản không cần xã giao, cũng không cần đi nịnh bờ ông bà lớn gì đó, mọi việc đã có quốc gia ba ba an bài đầy đủ cho cậu nhưng nếu cầm thứ này đi nghiên cứu vậy có tác dụng rất lớn mấy công năng này tùy tiện lấy ra một cái nghiên cứu thấu triệt đều có thể đẩy mạnh sự phát triển khoa học công nghệ của nước thiên long thậm chí là của cả thế giới hai thứ này đã rất lợi hại mà cái thứ ba mới là thứ mà bọn họ cảm thấy hứng thú theo như lời hệ thống nói quốc khải cửa thuấn di quả nhiên Đường hân nhiên khi nghe được mấy chữ, cửa thuấn di, mắt cũng sáng rực lên. Thuấn di, trông như nào, Úc Khải, theo hệ thống nói, nó bao gồm một cánh cửa mẹ và ba cánh cửa con, cửa mẹ được đặt một chỗ, ba cửa con được đặt ở những địa điểm khác nhau, sau đó liền có thể thông qua cửa mẹ truyền tống qua lại. Đường hân nhiên, đường hân nhiên, là dịch truyền tức thời theo đúng ý nghĩa phải không? Có hạn chế về khoảng cách và hoàn cảnh gì không? Úc Khải, là dịch truyền tức thời theo đúng ý nghĩa, một dây bước vào cửa mẹ, dây tiếp theo là có thể đến cửa con đi ra ngoài, đi vào từ cửa con, dây tiếp theo là có thể từ cửa mẹ đi ra ngoài. trong bốn cửa không có hạn chế về khoảng cách, ngoại trừ không thể thuấn di từ cửa con tới cửa con. những thứ khác không có hạn chế về khoảng cách. còn hoàn cảnh chỉ cần có thể đặt cửa là được. hơn nữa cái cửa này ngoài cửa mẹ chiếm diện tích khá lớn, không tiện dịch chuyển ra, các cửa con đều có thể dịch chuyển. nói cách khác chỉ cần đặt cửa mẹ ổn thỏa ba cửa con có thể di chuyển khắp nơi trong một giây có thể qua lại bốn nơi không có hạn chế về khoảng cách còn có ý nghĩa chỉ cần có thể đặt cửa con cho dù một giây từ bắc cực đến nam cực đều đi được hệ thống các ký chủ khác tới giai đoạn này chắc chắn sẽ rất nhiều thông cáo có được cái này cậu liền có thể đồng thời quay nhiều bộ phim chạy nhiều hoạt động mà không mệt mỏi úc tiểu khải luôn luôn bắt bẻ cũng không thể không khen ngợi một câu cái này đúng là rất lợi hại dịch truyền tức thời là công nghệ cao mà ngay cả trong phim khoa học viễn tưởng cũng không xuất hiện nhiều, hiện tại rõ ràng bày ra trước mặt. Không cần đi đường, một giây liền tới nơi, Úc Cá Mặn Vương Khải vô cùng thích, nhưng số lượng cửa con hơi ít, nếu có 10 cái 20 cái, chẳng phải là có thể trực tiếp tuấn di tổ chức đoàn thể đi du lịch toàn cầu sao. Thật sự trọn vẹn, đường hân nhiên hưng phấn báo cáo lên bên trên những sản phẩm công nghệ cao lần này, chờ hồi phục. Đường hân nhiên, quá tuyệt vời, dựa theo tốc độ này, nói không chừng không cần cậu đạt 100 triệu điểm nhân khí, mà chính chúng ta đã có thể tự chế tạo ra phi thuyền vũ trụ. Trước mắt với trình độ khoa học kỹ thuật của nước Thiên Long, bọn họ có thể thiết kế ra phi thuyền, nhưng không thể thể chế tạo ra được, nhưng nếu kết hợp với công nghệ đen này mà nói, tương lai bọn họ có thể hoàn toàn chế tạo ra. Nếu có thể dẫn đầu chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, như vậy nước Thiên Long sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thăm do các tinh hệ khác. Qua một năm, những công nghệ đen mà Úc Khải nộp lên, không ít thứ đều đã được đưa vào sử dụng. Kem trị mụn được ra mắt trước kia, hiện tại đã trở thành mỹ phẩm dưỡng da được săn đón nhất trong nước. Người Thiên Long vẫn được hưởng chiết khấu ưu đãi, kế tiếp còn đưa ra các loại sản phẩm chăm sóc da dưỡng ẩm, làm trắng, làm sáng và chống lão hóa. Hiệu quả vượt xa những loại gì mà nước thần tiên, lọ nhỏ màu đỏ, lọ nhỏ màu đen của Tây Đại Lục, người nước ngoài muốn mua. Ngày qua vẫn còn tăng giá, hiện tại đã 1.299. Ngoài cái này ra, nó còn được điều chế thành thuốc mỡ đặc hiệu, đã được đưa vào các bệnh viện lớn, chữa trị cho những người vì đủ loại nguyên nhân mà lưu lại vết thương nghiêm trọng. Hiệu quả không nhanh chóng như bản gốc, nhưng chỉ cần kiên trì sử dụng, chưa tới một tháng là có thể thấy rõ hiệu quả, dùng nửa năm, vết thương có sâu đến đâu cũng có thể hồi phục như cũ. Hơn nữa giá cả cũng không quá đắt, ít nhất còn rẻ hơn một vài loại thuốc nhập khẩu rất nhiều, hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn mấy chục lần hiện tại khi tìm kiếm tên loại thuốc này trên mạng, tất cả đều là lời khen. Các chị em, hộp máu chia sẻ loại thuốc mỡ Amway thực sự đã chữa khỏi vết phòng nước sôi của ta hai năm trước. Mọi người xem, ta chuyên môn chụp ảnh ghi lại sự thay đổi từng ngày của vết thương, hiện tại mới có nửa tháng, rõ ràng đã mờ hơn rất nhiều, có lẽ một tháng là có thể hoàn toàn biến mất. 66.666, cư nhiên là hàng trong nước, quá lợi hại, ta cũng từng dùng loại này hiệu quả rất tuyệt vời mùa hè năm nay ta có thể mặc áo ngắn tay và quần lửng rồi ta à, 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 ta rất vui trước kia nóng sắp chết cũng không dám cởi áo khoác còn cực kỳ tự ti sợ bị người phát hiện không ngờ năm nay liền có thể mặc váy áo xinh đẹp rồi hu 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 ngoài ra có nhân viên nghiên cứu dựa vào những công nghệ cao mà Úc khải nộp lên đang nghiên cứu chế tạo thuốc điều trị u ác tính tuy trước mắt còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng một khi thành công lại có thể cứu được vô số người Đồng phục chữa cháy và quân phục của chiến sĩ biên phòng dựa trên nội y điều chỉnh nhiệt độ lúc trước cũng đã xuất hiện bản cải tiến càng tốt hơn, nhẹ hơn, chịu nhiệt tốt hơn và dễ di chuyển hơn. Với điều kiện đảm bảo cho chiến sĩ trong nước sử dụng đầy đủ, còn bán một ít ra nước ngoài, bọn họ chỉ sử dụng một lần, liền sôi nổi tới đặt hàng, mua một lượng lớn với giá cao. Game online thực tế ảo thông báo lúc trước cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự định đầu năm sau mới có thể thử nghiệm. Ngoài ra viện nghiên cứu khoa học đã dựa trên người máy trợ lý trước đó nghiên cứu phát minh ra một thế hệ người máy trí năng mới số 01, tuy vẫn không có trí thông minh cao như khoản Úc Khải nộp lên, nhưng cũng đã vượt qua trình độ trí tuệ nhân tạo ban đầu của nước Thiên Long. Mà lúc này mới chỉ qua gần một năm, có thể tưởng tượng trong tương lai, đường hân nhiên có lẽ trong vòng 10 năm nữa, quốc gia chúng ta có thể đủ trưởng thành cường quốc số một số 2, trở thành con rồng lớn mà Tây Đại Lục thậm chí toàn bộ thế giới đều phải ngước nhìn. Nghe thấy mấy lời này, trong lòng Úc Khải xúc động. Lúc trước khi nộp lên cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay bởi vì hành động đó thúc đẩy toàn bộ đất nước phát triển, trợ giúp không ít người, thậm chí cứu được tính mạng của rất nhiều người. Cũng cảm thấy vui vẻ tận đáy lòng, mấy ngày kế tiếp, máy tính mạnh nhất liên tục truyền phát tin. Tập thứ 6, Đàm Hưng đằng lần thứ 2 khiêu chiến với X, kết quả lại thất bại. Tập thứ 7, X đã phá kỷ lục cao nhất trong trò, cầu đố kỹ thuật số của máy tính mạnh nhất. Tập thứ 8, X lại phá kỷ lục, trận số ảo giác. Tập thứ 9, Đàm Hưng đang thất bại đau đớn, tuyển chọn ra 6 tuyển thủ chính thức bao gồm cả X. Bọn họ sẽ chiến đấu với những tuyển thủ quốc tế trong một tuần nữa. Liên tục thất bại hai lần, tâm trạng của Đàm Hưng đang suy sụp, đối với một thiếu niên thiên tài từ khi sinh ra gần như chưa từng thua bao giờ mà nói, đây là đà kích cực lớn tâm lý mất cân bằng, khiến thi đấu về sau liên tục thất bại, cuối cùng rơi xuống vị trí thứ nhất từ dưới lên, bị đào thải. Từ vị trí thứ nhất đến thứ nhất từ dưới lên, có người cảm thấy gã xứng đáng. Ai bảo cậu ta không có bằng chứng nghi ngờ người khác gian lận, xứng đáng bị loại. Cho nên nói, người đang làm trời đang xem, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, quá kiêu ngạo tự mãn chính là đào mồ chôn mình. Cũng có người cảm thấy tiếc cho gã, thật đáng tiếc, rõ ràng đàm hưng đằng có thực lực, đúng vậy nếu cậu ấy ở đến trận chung kết chắc chắn cũng có thể phát huy ra sức mạnh rất lớn không có cách nào tuổi còn quá trẻ mà tâm lý không tốt không chịu nổi đà kích đúng là đáng tiếc nhưng so với đề tài này điều khiến mọi người tò mò vẫn là thân phận của x theo máy tính mạnh nhất kết thúc rating thẳng tắp bay lên thân phận của x càng là điều bí ẩn nhất trong toàn bộ chương trình theo lý thuyết người đã đẹp trai iq còn cao như vậy tuyệt đối không phải người thường. Nhưng không ai biết thân phận của cậu, vì sao trên mạng không tìm kiếm được thân phận của ích. Cậu ấy có Weibo không? Không có, không chỉ không có Weibo, ngay cả đôi anh và Little Sweet Potato cũng không có, trên trang web chính thức chỉ có vài câu về tư liệu của cậu ấy. Thật thần bí, rốt cục cậu ấy là ai? X tên là gì? Cậu ấy là người ở đâu? Học sinh học trường nào? Mấy vấn đề này đều không có ai biết dẫn tới rất nhiều cuộc thảo luận của cư dân mạng, ít quá thần bí, một vài quần chúng ăn dưa vốn không liên quan gì cũng bị lôi kéo vào hố, đi bổ túc lại một fan máy tính mạnh nhất, sau đó cũng gia nhập thảo luận. Nhiệt độ lại tăng, rất nhiều tài khoản marketing vì cọ nhiệt độ, đã đăng đủ loại dòng tweet. Thăng đào sâu thân phận của ích, cậu ấy lại là nhân tài đặc biệt của Viện Nghiên cứu Khoa học nào đó thăng. Úc Khải, kỳ thực miễn cưỡng tính cũng đoán chúng một chút. Sau khi nộp lên hệ thống, Úc Khải còn không phải là một con cá mới thần bí sao? Thang SSOCK, X lại là người nhân tạo mà phòng thí nghiệm thần bí tạo ra. Thang, Úc Khải, cái này có chút ma huyễn. Thang TSEO người trong chương trình lộ ra, mỗi lần quay xong chương trình X đều liền mất tích. Từng tận mắt nhìn thấy cậu ấy vào phòng, nhưng ngày hôm sau lại thấy cậu ấy từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh. Thang, Úc Khải, càng ngày càng thái quá. Đây là điều Úc Khải hoàn toàn không nghĩ tới. Càng khiến cậu không nghĩ tới chính là độ thảo luận càng cao, nhiệt độ càng lớn. Một tháng qua, chỉ dựa vào cái áo tròn này, nhân khí của cậu cư nhiện lại tăng hơn 400.000. Trước mắt đã vượt qua 600.000. Thu hoạch cực kỳ bất ngờ. Ký chủ tuyệt vời, quốc gia ba ba tuyệt vời. Tiểu hệ thống đã kêu đến mỏi mồm. Hôm nay, cảnh vân chăn xin nghỉ 4 ngày, buổi sáng liền đi tới chương trình máy tính mạnh nhất chuẩn bị ghi hình trận chung kết ngày mai buổi sáng úc khải quay xong thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giữa trưa cũng click kc mở máy tính mạnh nhất tính toán nhìn kỹ xem rốt cuộc còn có động tác nhỏ nào bị cậu bỏ qua không kết quả mới vừa xem không bao lâu nhan vũ diệp tới thấy cậu đang xem máy tính mạnh nhất vẻ mặt khiếp sợ cậu cũng xem cái này cậu xem có hiểu không đấy từ sau ngày nhan vũ diệp bị gà mái mẹ cảnh vân chăn chửi cho một trận đã đời liền càng không ưa úc khải trong mắt gã, gã là tiền bối, bị lãng phí thời gian, nói hai câu thì làm sao? Ở phim trường, một người ân sẽ phải làm lại từ đầu, nếu cố gắng hết sức mà không diễn không tốt thì cũng không sao, nhưng lại chỉ là vì thất thần. Loại sai lầm này nếu là đặt trên những người khác còn không phải bị đạo diễn chửi chết. Làm sao, Úc Khải là đặc biệt sao? Không được nói, không được mắng. Quả nhiên là một tiểu thịt tươi tự phụ, bắt được cơ hội liền phải móc mỉa vài câu hiện tại cảnh vân chăn không ở đây, gã lại càng châm chọc rõ ràng. Nhưng Úc Khải vẫn cứ không tức giận, bình tĩnh nói, hiểu hơn anh một chút. Nhàn Vũ Diệp cười, cậu chuẩn bị thi đại học đến đâu rồi? Có nắm chắc không, chuẩn bị thi vào trường nào? Úc Khải tùy ý nói, kinh đại hoặc là cửu đại đi. Cái gì, Nhàn Vũ Diệp trực tiếp bị những lời này chọc cười, chỉ bằng cậu. Ha ha ha, cậu không nhầm chứ, chỉ bằng cậu. Đúng vậy, chỉ bằng tôi, Khải vẫn thực bình tĩnh nói, làm sao, hay là chúng ta đánh cược? Được, Nhan Vũ Diệp lập tức đồng ý, cược thì cược, cược cái gì? Anh thắng, tôi chấp nhận một yêu cầu của anh. Tôi thắng, anh chấp nhận một yêu cầu của tôi, dám chứ? Có gì mà không dám? Nhan Vũ Diệp lập tức lấy ra di động đăng một bua. Hôm nay Úc Khải đánh cược với tôi, cậu ấy nói muốn thi vào kinh đại và cửu đại, thật là vui cười trộm. Fan của gã lập tức vui như điên ta không nhìn nhầm chứ, tên thất học kia cũng dám thi kinh đại và cửu đại. Ha 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 ha, cái tên học đòi này không phải là muốn bỏ tiền mua bằng đấy chứ. Ha 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 buồn cười muốn chết, mọi người đều biết học đòi giống như một tên ngốc, có lẽ cậu ta căn bản không biết bằng của kinh đại và cửu đại là không mua được nhỉ. Đừng nói là mua, người lớn thi đại học căn bản không thi nổi vào kinh đại và cửu đại có được không? Không có chút hiểu biết nào, học đòi chính là học đòi, căn bản không biết tự hỏi chấm jpg. Để ta nhìn xem, cách thời gian thi đại học dành cho người lớn còn nửa năm nữa, học đòi, cố lên nhé. Chúng tôi chờ mong thành tích của cậu. Đối với việc này, Úc Khải thở dài, nói thế nào nhỉ, cá mặn cũng không ngờ, luôn có người thò mặt mình ra, đặt dưới vây cá của cậu, để cậu đánh. 6 giờ chiều, Úc Khải xin đạo diễn cho nghỉ. Đường hân nhiên, chuẩn bị xong, đi thôi. Khải, được, Cúc Khải đeo cái mặt nạ kia lên, bước qua cửa thuấn di. mươi 86, ngày hôm sau, trận chung kết máy tính mạnh nhất bắt đầu. Trận chung kết trực tiếp áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Mới vừa phát sóng, liền có một đống quần chúng vây xem vọt tiến vào. Tới tới, cuối cùng cũng phát sóng. Đóng ngoặc vuông, kích sông lên đi, đóng ngoặc vuông. Lộ lộ cố lên, nữ thần, bạn là đẹp nhất. Đóng ngoặc vuông, thiên long cố lên, đóng ngoặc vuông. Chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Ninh Khoa, chào mừng các bạn đến với sân khấu máy tính mạnh nhất của chúng tôi. Hôm nay, 6 tuyển thủ mạnh nhất nước ta nguyên chiến với tuyển thủ quốc tế. Dựa theo lệ thường, người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu giám khảo, khách mời và tuyển thủ. Vỗ tay chào mừng đội tuyển thủ quốc tế đầu tiên, đến từ Bắc Quốc, tiến sĩ cốc hạ tốt nghiệp Đại học Sumir. Vị thứ hai, đến từ Đại học COS của Bắc Quốc Mira. Vị thứ ba, đến từ Bắc Quốc, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Peter ở Tây Đại lục Đa Xin. Vị thứ tư, đến từ trận chung kết, kéo dài trong ba ngày. Mỗi ngày đấu với một đội quốc tế. Ngày đầu tiên là đội nước Thiên Long của Đông Đại lục vs đội Bắc Quốc của Đông Đại lục. Bắc Quốc là hàng xóm của Thiên Long, ở Đông Đại lục cũng thuộc về nước có thực lực rất mạnh, quan hệ của hai nước cũng vẫn luôn rất hữu hảo, thường xuyên có giao lưu buôn bán, còn có không ít công ty liên doanh. Hơn nữa Bắc Quốc cũng có chương trình giống như máy tính mạnh nhất, lần này mới đến là đội ngũ mạnh nhất trong chương trình của bọn họ, theo nghĩa nào đó cũng xem như mối liên kết trong mơ. Cho nên người xem chương trình, không chỉ có người trong nước Thiên Long, mà còn có không ít người Bắc Quốc, thoạt nhìn đều rất chờ mong. Wow, cư nhiên là phát sóng trực tiếp, nước Thiên Long dám làm như vậy. Tuy không hiểu ngôn ngữ bọn họ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới ta cổ Vũ Cốc Hạ. Thật chờ mong, kích thích kích thích, chào các vị chào các vị. Tuyển thủ Bắc Quốc còn cố ý học vài câu tiếng Thiên Long, lịch sự chào hỏi với tuyển thủ nước Thiên Long và ban giám khảo. Tuyển thủ Thiên Long đương nhiên cũng đáp lại nhiệt tình và lịch sự, từng người bắt tay, sau đó lại trở về khu vực tuyển thủ ngồi xuống, chuẩn bị thi đấu. Giống như nước Thiên Long, đội Bắc Quốc cũng có 6 tuyển thủ thực lực mạnh mẽ nhất. Thi đấu hôm nay được chia thành hai vòng, mỗi vòng 5 trận, theo chế độ 3 tháng 2, tuyển thủ thắng lợi có thể đạt được một điểm cho toàn đội. Cuối cùng đội nào đạt được 5 điểm trước thì đội đó thắng. Vòng thứ nhất, thi đấu Rubik, đội Bắc Quốc phái ra một cậu bé 13 tuổi, da rất trắng, có một mái tóc đỏ xinh đẹp, cho người ta cảm giác cực kỳ cá tính, rất rạng rỡ. Mà đội Thiên Long tự nhiên là phái lý ra, hai người một người là huy chương đồng của cuộc thi Rubik thế giới lần thứ 32, và người kia là huy chương đồng của cuộc thi Rubik thế giới lần thứ 36, hơn nữa đều là người nắm giữ kỷ lục Rubik trong nước chỉ kém kỷ lục cao nhất không phải mấy giây, cũng rất gần với vị trí trên bảng kỷ lục thế giới. Năng lực có thể xem là sàn sàn như nhau, cho nên để tăng độ khó. Lần này bọn họ đối mặt với bốn khối Rubik, hơn nữa còn bị bịt mắt. Tuyển thủ đồng thời cầm lấy hai khối Rubik bị xáo trộn nhưng giống nhau như đúc rồi quan sát, sau đó trong trạng thái mắt bị che kín tiến hành phục hồi như cũ. Tuyển thủ tốn thời gian ít hơn sẽ thắng lợi, đệt, chơi lớn như vậy, đầu đã bắt đầu choáng rồi lợi hại, đứa bé kia mới 13 tuổi, Lý Gia đã 23, có phải có chút bắt nạt người không? Cũng không thể nói như vậy, có đôi khi trẻ con còn có tư duy nhạy bén và tốc độ phản ứng nhanh hơn, ở mùa trước, cô bé lợi hại nhất cũng mới 13 tuổi thôi đấy. Nhưng dù sao Lý Gia cũng bắt đầu chơi Rubik từ năm 6 tuổi, dựa theo kinh nghiệm mà nói, cậu ấy chắc chắn có thể đánh bại đứa bé kia. Hai tuyển thủ đi lên sân khấu, đứng yên ở vị trí được chỉ định, Trước mặt mỗi người bọn họ có một cái hộp màu trắng trong suốt, khi trọng tài ra lệnh, cái hộp trước mặt bọn họ bị lấy đi. Thời gian ghi nhớ bắt đầu, bọn họ cầm Rubik lên quan sát. Lý Gia chỉ nhìn 15 giây liền bắt đầu che mắt phục hồi như cũ, đứa bé tóc đỏ lại tốn gần 20 giây, mà khi bắt đầu phục hồi như cũ, tốc độ của nhóc cũng trở nên nhanh chóng. Giờ phút này, ngón tay hai người linh hoạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, khối Rubik trong tay bọn họ nhanh chóng xoay tròn trái phải trên dưới mỗi mặt dần đần biến thành đơn sắc, tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng. Trời, này cũng nhanh quá nhỉ, ta cảm giác vừa rồi ta còn chưa nhìn kỹ khối Rubik ban đầu trong như thế nào đâu, bọn họ đã bắt đầu. Sau 59 giây, Lý Gia trước tiên hoàn thành phục hồi như cũ, sáu mặt toàn bộ phục hồi như cũ. Ván thứ nhất, Lý Gia thắng. Ván thứ hai, vẫn cứ là Lý Gia thắng. Một hơi thắng liền hai trận. À, à, à. Lý Gia thật lợi hại. Đóng ngoặc vuông cho nên ai nói lý ra đội sổ. Chỉ là lúc trước đều không phải hạng mục cậu ấy am hiểu mà thôi, cậu ấy có thể ổn định không bị đào thải đã rất lợi hại, cho đàm hưng đằng tới xếp Rubik thử xem. Wow, sướng, khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp bắt được một ván, đóng ngoặc vuông. Giống như bình luận này nói, khởi đầu tốt đẹp, thi đấu tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi. Trận thi đấu thứ hai, tuyển thủ Thiên Long thắng. Trận thi đấu thứ ba, tuyển thủ Bắc Quốc thắng. Trận thi đấu thứ tư, Tuyển thủ Thiên Long thắng. Trận thi đấu thứ 5, tuyển thủ Bắc Quốc thắng. Trận thi đấu thứ 6, tuyển thủ Thiên Long thắng. Tỷ số 4-2, lại thắng thêm một trận, nước Thiên Long liền thắng. A, à, à, một trận cuối cùng, ta khẩn trương muốn chết. Nước mình quá lợi hại, ta xem từ sáng đến giờ, căn bản không dừng được. Ta cũng sắp bốc cháy rồi. Một trận cuối cùng là thi đấu tính nhầm. Đội Bắc Quốc phải ra một cao thủ tính nhầm mạnh nhất nước họ đã từng đạt được thứ hạng cao trên thế giới. Đội Thiên Long phái ra ích ở vòng bán kết, trí nhớ và khả năng tính nhầm của cậu đã được mọi người công nhận, được gọi là máy tính hình người. A à, a cuối cùng cậu ấy cũng lên sân khấu. Đóng ngoặc vuông, ta chính là vì ích mà theo dõi chương trình. X lên. Đóng ngoặc vuông, cố lên cố lên cố lên. Đóng ngoặc vuông, theo ích đi lên sân khấu quần chúng vây xem bên Bắc Quốc cũng sôi nổi chấn kính vì nhan sắc của ích. Địch, tuyển thủ thiên long này thật đẹp trai. a à, là đại soái ca a Đóng ngoặc vuông, tuyển thủ nước các bạn đều đẹp trai như vậy sao? Một đoạn lên sân khấu này bị người Bắc Quốc lưu lại thành ảnh động truyền ra ngoài, được bầu thành thăng tuyển thủ đẹp trai nhất nước thiên long thăng. Góp một viên gạch cho điểm nhân khí của ích. Hơn nữa khiến người tán dương chính là màn trình diễn của ích trong lúc thi đấu. Đầu tiên. Những câu hỏi này toàn bộ đều là ngẫu nhiên, từ cơ sở dữ liệu khổng lồ tự động tạo nên, trong khi số liệu di động, khách mời tùy tay ấn nút tạm dừng, ấn vào số 3 thì chính là ba câu hỏi thi đấu. Đây đều là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia của hơn chục chữ số, chỉ riêng độ dài của câu hỏi đã vượt xa số chữ số trong số điện thoại di động, nhiều người thậm chí còn chưa đọc xong câu hỏi bọn họ đã trả lời xong. Quá nhanh, đây đúng là thần tiên đấu nhau, ta hoàn toàn không nhìn rõ câu hỏi bọn họ cũng đã viết xong câu trả lời. ta cảm thấy khách mời và giám khảo đều bị dọa ngốc ha ha ha. toàn bộ quá trình cảnh vân chăn đều nhìn chằm chằm vào ích trong mắt sắp dính lên rồi ha 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 ha. đúng vậy, cảnh vân chăn vẫn luôn nhìn chằm chằm ích. đóng ngoặc vuông. cuối cùng ích đã hạ gục đối thủ trong vài giây với lợi thế tuyệt đối hay không? toàn trường hoan hô. a a a a. ích quá tuyệt vời. đóng ngoặc vuông ta biết ngay cậu ấy có thể mà đóng ngoặc vuông đây là thiên tài ta đoán có lẽ cấu tạo của não không giống như người thường người thường ta chỉ có thể quỳ xuống đất nhìn lên người kia chính là người đạt huy chương đồng trong cuộc thi tính nhầm thế giới ít cũng quá trâu bò rồi đúng không chúc mừng đội thiên long đã giành thắng lợi trong trận chung kết đầu tiên của máy tính mạnh nhất nước mình thắng vui quá hu 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 đột nhiên lòng tự hào dân tộc dâng lên quá tuyệt vời thiên long thật sự quá tuyệt vời kết quả thực chính là nhà vô địch phản công hoàn toàn xứng đáng là hắc mã một đường đi quá châu bò đối mặt với những lời khen che trời lấp đất này bản thân úc khải kỳ thực không có cảm giác gì cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi cuối cùng chương trình hôm nay cũng kết thúc hô tan tầm tan tầm thời khắc úc tiểu khải thích nhất tới rồi cậu từ chối lời mời dùng bữa của lâm lộ du một mình trở về phòng chuẩn bị gọi trợ lý đưa vài xiên thịt và chai coca lại đây sau đó vừa ăn vừa uống vừa tìm một phương thức thoải mái nằm yên. Bắt đầu thời gian nghỉ ngơi ngày hôm nay, không nghĩ tới, có người âm thầm theo dõi cậu. Cảnh ca, buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Đạo diễn đặt một bàn ở khách sạn Golden Float. Không cần, cảm ơn. Người đàn ông mặc tây trang màu đen lịch sự từ chối nhân viên công tác, tôi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi. À, được, vậy ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Nhân viên công tác nhìn theo Cảnh Vân chăn rời đi lại phát hiện hướng đi sao lại là ký túc xá của tuyển thủ cảnh vân chăn đi theo ích chàng trai vừa rồi còn là tuyển thủ hắc mã ở trên sân thi đấu thịnh khí lang nhân lấy ưu thế tuyệt đối nháy mắt hạ gục tuyển thủ bắc quốc giờ phút này lại giống như một con mèo lười biếng một người chậm rãi bước đi mắt cụp xuống có chút thản nhiên ngáp một cái khi cậu lên tầng cảnh vân chăn cất bước nhanh hơn đi theo lên chàng trai dùng thẻ phòng mở cửa phòng đi vào đang định xoay người đóng lại cửa phòng Cảnh Vân chăn kịp thời vươn tay từ bên ngoài ngăn lại cửa. Đột nhiên, y có vẻ bị hoảng sợ, lông mi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, theo bản năng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lập tức dừng lại, bày ra vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhàn nhàn nói cảnh tiên sinh. Ngài có chuyện gì sao? Cảnh Vân chăn tựa lên khung cửa, nghiêng đầu cười với cậu ích, cậu hôm nay đúng là MVP của toàn trường, tôi có một người bạn rất thích cậu, có thể ký tên cho tôi một cái được không? chàng trai vẫn không nhìn thẳng vào cảnh vân chăn, lông mi thật dài hơi cục xuống, giọng nói lạnh lùng có thể. Ít lùi ra sau hai bước, để người đàn ông đi vào. Cảnh vân chăn đi vào phòng, vừa nhìn quét một vòng xung quanh, vừa làm bộ làm tịch sờ soảng hai cái trên người mình, sau đó lại ai ra một tiếng, tôi quên mang giấy bút, chỗ cậu có không? Ít dừng một chút, tôi tìm xem, cậu nói xong cúi đầu mở vali hành lý của mình. Khi chàng trai cong lưng, lộ ra một vòng eo trắng nõn thon thả, vô tình thu hút ánh nhìn của người khác. Cảnh vân chăn nhìn chằm chằm một lát, rời tắm mắt đi, dừng ở trên vành tai đối phương. Không biết có phải do trong phòng có chút ngột ngạt hay không, vành tai cậu có chút đỏ. Thực đáng yêu, cảnh vân chăn thò lại gần, vân tay kéo nhẹ vành tai cậu một chút. Chàng trai bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc che lại lỗ tai của mình, nhìn hắn cảnh tiên sinh, anh làm gì vậy? Có mũi người đàn ông giống như tìm ra thứ gì đó thú vị, nhẹ nhàng cong môi, vừa rồi tôi giúp cậu bóp chết con muỗi. Trong căn phòng này muỗi ở đâu ra? Chàng trai nghẹn lời vài giây, cũng may rất nhanh cậu tìm được giấy bút trong vali, hỏi cảnh tiên sinh, bạn của anh tên là gì? Cảnh vân chăn nheo nheo mắt, vẫn cười cậu viết là. Ít nhấc bút lên, chờ hắn đọc, cảnh vân chăn gắn từng chữ một nói. Gửi, người, yêu, nhất, của ông xã đẹp trai nhất thế giới. Úc Khải khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không phải vì lời cảnh vân chăn nói, mà là vì trên tay mình thình lính xuất hiện cảm giác nóng ướt. Người đàn ông này bỗng nhiên sáp tới, hôn vành tai cậu. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, chàng trai ném bút đi, mắt đỏ bừng tâm tức nhìn chằm chằm người đàn ông, gần như giống lên cảnh vân chăn, sao anh có thể như vậy? Sao lại có thể hôn ích? Sao anh có thể hôn người khác? Cảnh Vân chăn lại không nhanh không chầm nắm lấy cổ tay cậu, bắt lại tiểu cá mặn đang sù lông sắp xoay người rời đi trở lại. Vì sao anh không thể hôn bạn trai mình? Cảnh Vân chăn mở tay trái cậu ra, lòng bàn tay nắm một cái khuyên tai nho nhỏ. Thì ra vừa rồi hắn đã tháo mất khuyên tai trên vành tai của Úc Khải. Mà nơi hắn hôn vừa rồi cũng là nốt ruồi đỏ trên vành tai của Úc Khải. Úc Khải, Úc Khải nhanh chóng rút tay về, cảnh tiên sinh, anh có ý tứ gì? cảnh vân chăn cũng không giận cười tùm tìm hỏi tiểu bảo bối có phải hôm nay anh không đi theo đến đây em chuẩn bị tiếp tục diễn tiếp đúng không úc khải úc khải cảnh tiên sinh tôi không biết anh đang nói cái gì cá mặn lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng muốn dãy dụa một chút nhưng mà em không thừa nhận cũng không sao cảnh vân chăn tiến lên mỗi một bước hắn tiến lên úc khải lại bị ép cho lùi về sau một bước khí thế của đối phương rất có tính xâm lược Úc Khải bị ép tới trước giường, lui không thể lui, vô thức hạ giọng nói cảnh tiên sinh. Giọng nói lạnh lùng trở nên dịu xuống, nhiều thêm vài phần hương vị ngày thường. Vừa mềm vừa ngọt, cậu còn định nói gì đó, môi đã bị cảnh vân chăn ngăn lại, người đàn ông ở thời khắc nào đó vô cùng bá đạo nắm cầm cậu, không cho cự tuyệt hôn lên. Không hề cho cậu có cơ hội lên tiếng, Úc Khải bị hôn cho gần như không thở nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn. Cuối cùng bị đẩy ngã lên trên giường cái tay kia làm càn mà với vào vạt áo cậu. Giờ trò, chương 87, ô, cảnh vân chăn, anh điên rồi À? Dừng tay, đừng, mắt thấy sắp bị lột sạch, cuối cùng Úc Khải cũng ngoan ngoãn nhận, run rẩy xin tha thứ, đừng, chấm a mau dừng lại. Cậu thừa nhận, cảnh vân chăn lại không định dừng tay như vậy, vừa khống chế điểm mẫn cảm của cậu, vừa thì thầm vào tai cậu. Xuyệt, tiểu bảo bối, nhỏ giọng chút, em cũng không muốn bạn trai em biết đúng không? nếu anh ta biết sẽ rất tức giận nha úc khải anh còn diễn đến nghiện rồi nhỉ đúng lúc này cửa phòng đang khép hờ bị người đẩy ra tiểu khải tôi bảo đầu bếp làm cho cậu rồi đưa tới không biết cậu muốn ăn cay chua cay hay là hơi cay nên đều làm mỗi thứ một ít viên khánh sách theo coca và thịt xiên vừa mới làm xong đi vào vừa quay đầu liền thấy cảnh đại ảnh đế đang ấn úc khải ở trên giường hôn viên khánh viên khánh a à, xin lỗi tôi thấy cửa không đóng nên trực tiếp đi vào. Nam trợ lý vẻ mặt phi lễ chớ nhìn, vội vàng rời đi, kết quả hắn vừa mới đi tới cửa phòng đột nhiên tỉnh táo lại. Khoan đã, không đúng, Úc Khải lúc này vẫn đang khoác lớp áo choàng ích, cảnh Vân Trăn cũng không biết bọn họ là cùng một người. Nói cách khác cảnh Vân Trăn hiện tại đang hôn chính là ích, hắn ngoại tình, chết tiệt. Cảnh đại ảnh đế được xưng là không tai tiếng của giới giải trí cư nhiên khốn nạn như vậy, cầu huyết như vậy sao? cái này không hợp lý không khoa học viên khánh càng nghĩ càng cảm thấy sai sai hắn gửi tin nhắn cho đường hân nhiên đang ở gần đó đợi lệnh sau đó khi hắn quay lại phòng úc khải và cảnh vân chăn đã tách ra úc khải ngồi trên giường ngoan như cún anh viên em bị nhận ra rồi quả nhiên viên khánh đã nói mà nếu cảnh vân chăn thật sự ngoại tình úc khải còn không đánh chết hắn sao còn có thể ngoan ngoãn cho hắn hôn sao nhưng viên khánh vẫn cảm thấy rất bất ngờ nhận ra sao cậu lại nhận ra úc khải nhìn về phía cảnh vân chăn cậu cũng rất tò mò sao cảnh vân chăn lại nhận ra cảnh vân chăn khoanh tay cong môi mang theo vài phần đắc ý trả lời tiểu bảo bối chẳng lẽ em quên mất trước kia anh làm gì rồi sao hắn chính là bộ đội đặc trùng chuyên nghiệp lúc chương trình mới quay bởi vì cái ô long biến thái kia thấy úc khải đột nhiên lạnh mặt Cảnh Vân chăn hiểu lầm cậu ghen nên không vui, cho nên vẫn luôn tuân thủ lời hứa, cố tình tránh xa ích, không nhìn cậu ta, không nói với cậu ta. Nhưng sau đó lại xem chương trình qua máy tính bảng, hắn liền cảm giác được ích và Úc Khải rất giống nhau, hơn nữa đưa ra kết luận xa điêu ích yêu thầm Cảnh Vân chăn hắn, phát hiện bọn họ đang yêu đương vì thế bắt chước Úc Khải, ý đồ thượng vị nhưng điểm nam đức của hắn phun cấp không hề bị dụ dỗ. Kỳ thực ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trực giác trong đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy đó chính là Úc Khải. Nhưng sao có thể, cho nên lúc ấy hắn liền điều tra ít một chút, phát hiện hắn cư nhiên hoàn toàn không tra ra người này là ai. Không có tên, không có tuổi, không có lai lịch. Tất cả các tư liệu trong quá khứ đều bằng không, giống như một người bước ra từ hư không. Cho nên lần này, ngay lúc bắt đầu chương trình, cảnh Vân Trăn đã rất tập trung quan sát ích. Càng nhìn càng cảm thấy cậu ta giống Úc Khải. Úc Khải, hả? Nhưng mà hôm nay em đã chú ý. Những động tác linh tinh mà lúc trước cảnh vân chăn nói như, nhưng đầu tự hỏi, nhắm mắt tính toán, dùng ngón trò gõ mặt bàn, hôm nay cậu đều cố ý khống chế. Chính là sợ bị cảnh vân chăn nhận ra. Kết quả, làm sao vẫn bị nhận ra. Tuy em đã cố tình dùng tay trái viết chữ, nhưng một vài thói quen vẫn không đổi được. Ví dụ hư khi em viết số 6, cái vòng bên dưới sẽ bị vượt qua một đoạn, giống như cây giá đỗ, rất đáng yêu. Hoặc ví dụ như khi em viết chữ g, nét dưới cũng sẽ viết cong hơn người bình thường, giống như một cái đuôi nhỏ, rất đáng yêu. Còn nữa, sau này khi em vén tóc, sửa sang lại quần áo, nhéo mũi, những động tác nhỏ đó đều không giống những người khác, rất đáng yêu. Ở trong mắt Cảnh Vân Trăn, mọi thứ của Úc Khải đều rất đáng yêu. Vẻ đáng yêu không thể bắt chước được, hắn thừa dịp ống kính không nhắm vào bên này, lặng lẽ lấy di động ra, nhắn cho trợ lý của mình một tin để anh ta đi điều tra hai việc. Thứ nhất, tháng trước, khi hắn đang quay chương trình máy tính mạnh nhất, Úc Khải ở đâu? Lúc ấy Úc Khải nói với hắn là, cậu ở đài truyền hình bên cạnh nhận phỏng vấn, sau đó lại quay một bộ phim truyền hình ở gần đó. Kỳ thực cảnh Vân Trăn có rất nhiều lần muốn quay xong chương trình đi tìm cậu, nhưng mỗi lần Úc Khải đều liên hệ với hắn trước một bước, tới tìm hắn. Hiện tại hắn muốn trợ lý đi hỏi một chút đoàn phim kia, Úc Khải thật sự qua đó đóng phim sao? Thứ hai, Úc Khải hiện tại đang ở đâu? Trợ lý, được, em lập tức đi điều tra. Cảnh Vân Trăn lại gọi hắn lại, khoan đã. Cảnh Vân Trăn nghĩ nghĩ, cậu dứt khoát trực tiếp đi qua, đến cao ốc Usu tìm Úc Khải, tìm được cậu ấy thì nói với tôi. Trợ lý, được, trợ lý lập tức chạy tới nơi. Khoảng hai tiếng sau, anh ta gửi một tin nhắn, tòa nhà Usu đúng là đang quay quảng cáo, nhưng em không tìm thấy Úc Khải. Em đã hỏi người phụ trách, Người phụ trách nói hôm nay Úc Khải không quay. Em vừa gọi cho Úc Khải, tắt máy rồi. Cảnh Vân Trăn tốt, sự việc đến lúc này, trong lòng cảnh Vân Trăn chắc chắn đến 99%. Cuối cùng hắn đi theo Úc Khải tiến vào phòng, trong không gian biệt kín, tiếp xúc gần gũi. Cảnh Vân Trăn liền người được mùi hương quen thuộc trên người Úc Khải. Úc Khải, mùi hương gì? Cảnh Vân Trăn, mùi cá mặn đáng yêu. Úc Khải, thần mẹ nó mùi cá mặn đáng yêu. Đương nhiên, cuối cùng điều khiến hắn khẳng định 200% chính là nốt ruồi đỏ trên vành tai Úc Khải. Úc Khải, nhưng người có nốt ruồi đỏ trên vành tai cũng không ít mà, sao anh có thể chắc chắn là em? Cảnh vân chăn, nhưng ở vị trí kia rất ít, hơn nữa làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, nếu chỉ là trùng hợp, vì sao em vẫn luôn đeo hoa tai để che? Huống hồ, anh đã từng hôn vành tai em nhiều lần như vậy, còn có thể không biết cái gì làm miệng cảm sao? Thực tiễn ra chân lý hôn một cái là biết, Úc Khải, nói có sách mách có chứng, cậu thế mà không thể phản bác. Cảnh Vân chăn nói một lèo, ngồi xuống ghế cạnh giường, vân tay nhéo mặt Úc Khải, được rồi, anh đã giải thích xong, hiện tại đến lượt em. Đừng nói, kỹ thuật biến đổi mặt này thực sự lợi hại, gần như vậy còn có thể nhéo qua nhéo lại, cư nhiên hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Úc Khải, ư ừ ưm, hắn lại trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào phải nói như thế nào? Nói cái mặt nạ này là sản phẩm của Viện Khoa học Công nghệ Thiên Long sao? Cậu là người phát ngôn chỉ dùng thử một chút, về sau tiện cho mở rộng. Nhưng cần phải làm tới trình độ như này sao? Hơn nữa cảnh Vân Trăn cũng là người phát ngôn, vì sao hắn không biết? Vậy, phải viện một lý do khác sao? Mạnh mẽ viện ra cũng không phải không thể. Nhưng cậu lại không qua muốn nói dối cảnh Vân Trăn như vậy. Đúng lúc này, đường hân nhiên chạy tới vừa rồi thông qua tin nhắn viên khánh gửi tới cô đã lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì cô khóa cửa phòng lại hỏi úc khải tiểu khải cậu muốn nói cho cậu ấy sao tất cả mọi việc úc khải hơi sừng sốt em em có thể quyết định sao đường hân nhiên có thể vì thế úc khải không do dự mà gật đầu nếu có thể cậu không muốn lừa cảnh vân trăn úc khải kỳ thật người đầu tư thực sự sau lưng em không phải chú hai anh mà là quốc gia những lời này nếu là được truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, cảnh vân chăn cư nhiên không ngạc nhiên lắm, ngược lại hiểu rõ nói quả nhiên là như vậy. Kỳ thật cảnh vân chăn đã sớm nhận ra một chút, mỗi lần Úc Khải xảy ra chuyện gì, hắn đều chưa kịp tới hỗ trợ, vấn đề này đã được giải quyết. Mọi người đều biết, nước trong giới giải trí rất sâu, rắc rối khó gỡ, không có bối cảnh cũng không dám tùy tiện kiêu ngạo, cho dù là hắn muốn động ai cũng không thể nhanh như vậy còn úc khải thì sao phàm là ai dám bắt nạt cậu ai dám không có chứng cứ mà bôi nhỏ cậu ai muốn quy tắc ngầm với cậu vậy người kia nhất định phải chết lạnh nhanh tới mức có thể nói là so với vận tốc ánh sáng tất cả những người phạm tội trái pháp luật đều vào cục cảnh sát tiếp thu cải tạo những tài khoản nhân vật liên quan một giây liền bị khóa tới mức cả cõi mạng cũng không tìm được người này một năm qua giới giải trí bị chỉnh đốn không ít hiện tại các minh tinh đều thành thật nộp thuế yên phận đóng phim cơ bản không có ai còn dám quy tắc ngầm sắp sược càng không ai dám tùy tiện bịa đặt xin hỏi ngoài quốc gia ra thì còn có ai có sức mạnh như vậy tiếp theo có lẽ người khác không nhìn ra nhưng cảnh vân chăn lại rất rõ ràng mỗi một vệ sĩ bên người úc khải đều không phải người thường thân thủ bất phàm khí thế và thói quen vừa nhìn là biết quân nhân còn là quân nhân còn tại ngũ hơn nữa ngoài năm sáu người bên ngoài trong bóng tối còn có vài người tùy tùy tiện tiện cho em cả một đội ngũ quân nhân hoàn chỉnh có người còn có cả súng chú hai anh cũng không lợi hại như vậy thì ra anh đều biết Úc khải có chút kinh ngạc vậy vì sao anh không hỏi cảnh vân trăn một ngày nào đó em sẽ nói cho anh thôi em xem không phải hôm nay em sẽ nói với anh à hơn nữa cũng không thể đề về sau chúng ta kết hôn em còn giấu anh đúng không Cúc Khải nghe thấy nửa câu đầu, theo bản năng mà, đúng vậy. Cảnh Vân Trăn, em chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cúc Khải, Cúc Khải đỏ mặt, lớn tiếng, không có, không tính. Sao có thể như vậy? Ha 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 ha. Tiểu cá mặn, sao em lại ngoan như vậy chứ? Cảnh Vân chăn sắp bị đáng yêu muốn chết, nắm mặt Úc Khải nhéo một trận. Có đôi khi tiểu cá mặn rõ ràng rất thông minh, nhưng có đôi khi lại ngốc hồ hồ, đáng yêu muốn chết không cho nhéo mặt em úc khải tức thở phì phò biết rồi biết rồi cảnh vân chăn ngoài miệng biết rồi trên tay lại không hề ngừng lại tiếp tục nhéo yên tâm về sau sẽ chính thức cầu hôn với em hừm úc tiểu khải bị nhéo đến âm đều thay đổi thẹn quá thành giận ăn buôn en ra đường hân nhiên khụ viên khánh khụ khụ lúc này hai người đột nhiên cảm thấy có hơi no đề tài lúc này mới trở lại trọng điểm cảnh vân chăn nhưng anh còn muốn biết vì sao quốc gia lại đẩy em ra làm diễn viên? Tuy giới giải trí rất lợi nhuận, nhưng đối với quốc gia ba ba mà nói, đó cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, dù thế nào cũng không thể vì thế mà chuyên môn bồi dưỡng ra một diễn viên được. Huống chi, đã hơn một năm, tiền đập lên người Úc Khải, rõ ràng vượt qua các xe cậu kiếm được khi đóng phim. Bởi vì, Úc Khải lại nhìn nhìn đường hân nhiên, thấy cô không có dị nghị gì, mới tiếp tục nói, nói ra có lẽ anh sẽ cảm thấy không thể tin, trong đầu em có một cái hệ thống. Chương 88, Cảnh Vân Trăn, hệ thống. Quốc Khải, đúng vậy, nó ở trong đầu em, chỉ có em mới có thể nghe thấy nó nói chuyện, có thể cùng nó câu thông, nó tự xưng là hệ thống đến từ nền văn minh cao cấp, nó cần điểm nhân khí của giới giải trí để trao đổi, chỉ cần em kiếm được đủ điểm nhân khí, nó có thể cho em công nghệ đen. Cảnh Vân Trăn, à, là người ngoài hành tinh. Hệ thống. Quốc Khải, gần như thế tiểu hệ thống phẫn nộ đám người các cậu sao cứ phải nói ta thấp kém như vậy mới được sao nó không cần mặt mũi sao hả cảnh vân chăn cho nên hơn một năm qua quốc gia chúng ta liên tiếp xuất hiện nhiều sản phẩm công nghệ cao đều là do em quốc khải đúng vậy em nộp cái hệ thống này lên cho quốc gia cảnh vân chăn gật đầu ừ anh hiểu rồi xem cảnh vân chăn khẽ nhíu mày lâm vào trầm tư quốc khải biết hắn còn có rất nhiều điều muốn hỏi nên cũng không mở miệng an tĩnh chờ hắn hỏi kết quả mười mấy giây sau cảnh vân chăn nhìn về phía đường hân nhiên hỏi việc này có ảnh hưởng tới việc tôi và úc khải kết hôn không một nhân tài chân quý mà quốc gia bảo hộ như vậy nói không chừng còn có tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng hà khắc gì đó ví dụ như luận võ chiêu thân đường hân nhiên không ảnh hưởng cảnh vân chăn ok vậy là được rồi úc khải tuy vậy nhưng mà anh tốc độ tiếp thu của anh có phải có hơi nhanh quá không còn nữa, đây là trọng điểm sao? Cảnh vân chăn lập tức thả lỏng, lại nhéo mặt cá, hiếu kỳ nói, vậy kỹ thuật biến đổi mặt này của em là sao? Đây là công nghệ đen gì? Còn nữa, vì sao muốn che giấu tung tích tham gia máy tính mạnh nhất? Bởi vì cái hệ thống kia giao cho em một nhiệm vụ, đạt được quán quân trong một chương trình thống nghệ tuyển tú cỡ lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này có thể đạt được một cái bắp xúc điểm nhân khí tăng lên gấp đôi nhưng hiện tại em lại đi tham gia một chương trình tuyển tú cho người mới chắc chắn sẽ bị chửi chết, mà gần đây cũng không có chương trình tuyển tú nào dành cho đồng nghiệp cùng cấp bậc với em, tuy có thể làm một gái, nhưng quá trình chuẩn bị phải hơn nửa năm, cho nên cuối cùng quyết định đổi một thân phận, khoác áo choàng đi lấy quán quân. Lần này tham gia máy tính mạnh nhất vốn là để thử xem hiệu quả của mặt nạ. Kết quả ai mà ngờ, vô ý liền đi tới chung kết. Kỳ thật ngay từ đầu không nghĩ trước kiểu ca mặn vương khải là thực lực nằm thắng. Mà lần này, cậu đại khái là dựa vào thực lực nằm thắng. Ngay từ đầu Úc Khải quyết định tham gia chương trình này, chỉ đơn giản là cảm thấy so với nhảy nhót hát hò, cái này đối với cậu mà nói sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất không cần nhảy nhót trên sân khấu, ngồi chỗ đó phối hợp một chút là được, trốn việc nhẹ nhàng biết mấy. Chạp phá ghi hình hai tập liền dẹp đường hồi phủ, kết quả ai mà ngờ gặp phải một đàm hương đằng, không ưa cậu ở mọi chỗ một hai muốn cây với cậu. Làm hại tính cách thiết lập thanh lãnh cao ngạo của cậu không thể không nghênh chiến, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, bị bắt, bừa bãi. Trời mới biết, khi Úc Khải vẻ mặt, lòng ngạo thiên, đứng chỗ đó nói ra, cậu sợ à. Trong nội tâm lại hò hét, cứu mạng, tha cho cậu đi, kỳ thực cậu chỉ muốn nằm một chỗ làm một chiếc cá mặn an tĩnh mà thôi. Vì sao muốn ép cậu nỗ lực? Phốc, ha 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 ha. Cảnh vân chăn từ vẻ mặt bất đắc dĩ của tiểu cá mặn nhà mình đã đọc ra suy nghĩ của cậu, lại bị chọc bật cười không ngừng. Hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người chính là, điểm nhân khí của cậu vì vậy lại tăng lên vù vù, cho tới giờ đã sắp 800.000. Hiện tại là vạn chúng chú mục, vì nước làm vẻ vang, không thể không tham gia trận chung kết. Viên Khánh cầm nước thuốc đặc biệt tới đây, giúp Úc khai tháo mặt nạ ra, cảnh vân chăn mặt đầy hiếu kỳ cầm trên tay bóp nắn, sau đó lại nhéo mặt cá tiểu cá mặn lại bị tạo thành mò vịt ăn buôn en ra cảnh vân chăn lại không chịu buông tay nhéo tới nhéo lui đưa ra kết luận ừm vẫn là mặt thật của em cảm xúc tốt hơn anh rất thích viên khánh đường hân nhiên nấc cảm ơn đã mời thật sự no rồi vì thế cứ như vậy cảnh vân chăn không chỉ hòa tốc tiếp nhận hệ thống cao cấp trong đầu úc khải mà còn cảm thấy thật mới lạ thật ngầu lòi nói lần sau cũng muốn đi theo tới viện nghiên cứu khoa học tham quan hóng hớt một chút công nghệ đen buổi tối cảnh vân chăn bò lên trên cá mặn giường ôm cá lại tò mò hỏi một chút về hệ thống đúng rồi cái người ngoài hành tinh kia ngày thường có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện làm việc sao quốc khải có thể tiểu hệ thống ta không phải người ngoài hành tinh nó muốn náo loạn quốc khải nó nói nó không phải người ngoài hành tinh cảnh vân chăn ừ vậy tiểu bảo bối em có thể thấy cái người ngoài hành tinh này không tiểu hệ thống đã nói rồi ta không phải người ngoài hành tinh nó bắt đầu náo loạn úc khải không thể nó ở trong đầu em cũng không có thực thể chỉ có một giọng nói cảnh vân chăn vậy giọng nói của người ngoài hành tinh là như nào tiểu hệ thống hu 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 ta không phải người ngoài hành tinh không phải người ngoài hành tinh nó đã náo loạn úc khải khẽ nhíu mày ừm giọng nói rất phiền cảnh vân chăn ừ vậy chúng ta không để ý tới nó nữa đúng rồi tiểu cá mặn mặt nạ kia của em có thể tùy tiện làm thành bất cứ hình dáng nào sao vậy lần sau có thể đổi thành một người khác không úc khải cảnh vân chăn ví dụ như tiểu cá mặn quyến rũ tiểu cá mặn gợi cảm tiểu cá mặn pipi chỉ cần là úc khải vậy chắc chắn đều rất đáng yêu úc khải cảnh vân chăn hoặc là cũng làm cho anh một cái tiểu bảo bối em thích dáng vẻ gì tổng tài bá đạo cậu ấm nhiều tiền, phần tử trí thức tinh anh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi. Úc Khải, công nghệ cao là lấy để cho anh chơi các kiểu play kỳ quái sao. Cái đầu đầy phế liệu rau răm này rốt cục có phải đã nhiều tới mức sắp tràn ra ngoài rồi không? Trong lúc nhất thời Úc Khải có chút không biết phải hạ miệng từ đâu để hỉ nhổ. Cậu nhớ hai ngày nay đang xem cuốn xuyên thành bà xã nũng nịu của ảnh đế bá đạo, thuận miệng nói móc một câu, sao anh không cần một cái nhân thiết mềm mại nũng nịu cánh tay người đàn ông nâng lên kéo cá mặn đang tựa trên vai hắn tới hôn một cái bởi vì em vốn dĩ vừa nũng nịu vừa đáng yêu rồi mới không có cảnh vân chăn lại hôn một cái khẽ cười nói bà xã nũng nịu úc khải sao anh lại biết cảnh vân chăn vừa rồi anh đều thấy bảo nhi thì ra em thích loại kịch bản này sao úc khải thật sự không quen với việc đọc gì đó trong đầu vì thế cậu tìm tìm ở thế giới này phát hiện cũng có loại hình tiểu thuyết tương tự liền lén lút mua sách thật về xem, sau đó vừa rồi Cảnh Vân Trăn giúp cậu thu dọn vali nhìn thấy. Cảnh Vân Trăn, bà xã nũng nịu, lại cho anh hôn một cái nhé. a à, 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 cư nhiên bị thấy, quá mất mặt, hu, uh, quốc Khải thẹn tùng xấu hổ, không dám gặp người, đỏ mặt, giấu đầu đi, giống như một con đà điều trực tiếp chui vào trong lòng ngực Cảnh Vân Trăn. Còn nói không nũng nịu, hệ thống, tiểu hệ thống không náo loạn, nó câm miệng nó cảm thấy bản thân thật dư thừa, nó nên ở dưới gầm giường. Ngày hôm sau, thi đấu tiếp tục, bởi vì Úc Khải không chuẩn bị cởi áo choàng, cho nên cảnh Vân Trăn cũng làm bộ không biết gì cả, nhưng trong lúc tiến vào hội trường cố tình thả chậm bước chân, khi Úc Tiểu Khải khoác áo choàng ít đi qua hắn. Đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nhéo eo cậu, Úc Khải trừng mắt qua. Làm gì thế, cảnh Vân Trăn lại lập tức làm bộ không có chuyện gì xảy ra, lộ ra một nụ cười sán lạn với cậu ích cố lên nhé. Sau đó đi về ghế khách mời. Úc Khải, tên đàn ông chó má. Lâm lộ du từ phía sau đi tới, nghi hoặc hỏi ích, làm sao thế? Không có gì, Úc Khải phục hồi lại tinh thần, cũng đi về ghế của tuyển thủ. Hôm nay đội thiên long PK với đội nước Pháp của Đông Đại Lục. Nước Pháp là một đất nước nhỏ mọi phương diện đều không bằng thiên long. Úc Khải thậm chí còn chưa được phái lên sân khấu, đã nhẹ nhàng thắng lợi. Đáng tiếc, hôm nay cũng chưa được thấy ích lên sân khấu. Ừm, đối thủ quá yếu mà, muốn em ích, quay phim làm ơn cho ích tiểu ca một chút màn ảnh có được không? Ngày thứ ba, hôm nay thì khác, đối thủ lần này là nước min của Tây Đại Lục. Trước khi xuất phát, đội trưởng hỏi bọn họ, hôm nay thi đấu có tự tin không? Các đội viên nhất trí trả lời có. Nửa tháng qua, bọn họ không hề thả lỏng, mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập cho ngày hôm nay khoảng thời gian trước viện nghiên cứu khoa học lại khai phá ra một thiết bị công nghệ cao mới, có thể trợ giúp bọn họ huấn luyện nhanh hơn. Úc Khải cũng vậy, ban ngày đóng phim, buổi tối sẽ thông qua cửa thuấn di trở lại viện nghiên cứu khoa học, luyện tập trong cabin VA. Cảnh Vân Trân còn nhiều lần oán giận vì sao từ chối yêu cầu ngủ chung của hắn, hiện tại cũng hiểu ra, gia nhập hàng ngũ cổ vũ. Mọi người đều biết, tổng xếp hạng của nước ta ở trên thế giới không cao, 10 năm qua, chúng ta không xếp hạng cao ở thi đấu trí nhớ cho nên người tây đại lục vẫn luôn khinh thường chúng ta cảm thấy nước mình không có nhân tài hiện tại là thời khắc cho bọn họ nhìn xem nhìn xem lực lượng mới của nước chúng ta từ sau triển lãm khoa học công nghệ quốc tế lần trước toàn bộ thủ đô min bị hung hăng vào mặt không ít người min đều vì vậy ghi hận nước thiên long cho rằng bọn họ căn bản không xứng tổ chức triển lãm khoa học công nghệ quốc tế càng cảm thấy bọn họ nhất định sẽ thất bại chờ xem trò cười hiện giờ gặp lại cũng coi như kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt còn không phải sao khi người dẫn chương trình hỏi bọn họ hôm nay đến nơi này đã dự định đạt được thành tích như thế nào đối phương không chút khách khí nói đương nhiên là vô địch tôi đã xem thi đấu ngày hôm qua thực lực của người nước các vị cũng không tệ lắm nhưng vẫn kém xa chúng tôi dòng điệu của đội ngũ nước minh có vẻ cực kỳ khinh thường giống như chỉ cần bọn họ muốn là có thể dễ dàng nghiền áp đánh cho bọn họ đến cặn bá cũng không còn. Nói thật, các nước Tây Đại Lục khác được mời đều không muốn để ý tới bọn họ. Nếu không phải trước kia trong triển lãm khoa học công nghệ quốc tế bị thua bởi bọn họ, hiện tại muốn tìm về mặt mũi, hôm nay bọn họ cũng lười đến. Nước Thiên Long cũng có thể được gọi là xương vương xứng bá ở Đông Đại Lục, nhưng ở trong mắt người Tây Đại Lục bọn họ, bọn họ không là gì cả. Xì, si, quả nhiên là đám người minh tự cho mình là đúng thật sự cảm thấy bản thân sẽ vô địch sao? Thật mất lịch sự, đây là hách mũi lên trời sao? Người dẫn chương trình cũng không ngờ đối phương lại nói chuyện bất lịch sự như vậy, hơi sừng sốt, sau đó giảng hòa nói, xem ra tuyển thủ nước Min rất tự tin, như vậy kết quả thi đấu hôm nay sẽ như thế nào đây? Để chúng ta rửa mắt mong chờ, thật sự rất ghét người Min, nhưng cũng không có cách nào, thực lực của chúng ta đúng là không bằng người ta. Còn chưa bắt đầu đâu. Sao đã kêu thua rồi, ta tin tưởng quốc gia chúng ta, nước Thiên Long lên. Người dẫn chương trình chuyển về phía màn hình lớn. Sau đây, mời theo dõi vòng thi thứ nhất, mê cung Sudoku. Trận thi đấu đầu tiên này là một phiên bản Sudoku siêu khó, phiên bản nâng cao này không chỉ khảo nghiệm khả năng quan sát, khả năng suy luận logic mà còn cực kỳ khảo nghiệm tốc độ. Điền các số vào hai bảng Sudoku khổng lồ, người đầu tiên hoàn thành và nhấn nút trả lời với câu trả lời đúng sẽ thắng. Đội Thiên Long phái ra nam tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ của bọn họ chỉ mới 15 tuổi, đội đối phương phái ra một người đàn ông trung niên. Vừa nhìn thấy hắn, nam tuyển thủ nước Thiên Long bên này liền hít một hơi khí lạnh, không vì gì khác. Cậu ta đã từng gặp qua người đàn ông này, cư nhiên là nhà vô địch của cuộc thi Sudoku quốc tế lần trước. Mà cậu ta chỉ xếp vị trí 23 trên thế giới. Thấy vẻ mặt của cậu ta, trong lòng các đồng đội của đội Thiên Long bên này liền khẩn trương một chút, không xong thì đấu chú trọng nhất là khí thế, nếu còn chưa bắt đầu đã sợ địch, vậy là hết. Quả nhiên, cậu tuyển thủ này vì quá khẩn trương, phát huy không tốt như ngày thường, thua trận. Trận thi đấu thứ hai, tìm điểm khác nhau, đương nhiên, là phiên bản nâng cao của tìm kiếm điểm khác nhau, trong một hình tròn có hàng trăm nghìn chấm đủ màu sắc, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đã thấy hoa mắt rồi, huống chi là nhớ, hơn nữa trong quá trình còn tùy ý thay đổi, sau đó phải tìm ra nó. Trận này, đội thiên long phái ra một cao thủ ghi nhớ khác trong đội ngoài ít ra nhưng mà thực đáng buồn thua hai một a thua hai trận rồi bị nghiền áp rồi không phải sẽ bị đánh tới năm không đấy chứ vậy quá mất mặt cũng may trận thi đấu thứ ba đội thiên long cuối cùng gỡ được một ván trận thứ ba thi đấu nhận dạng ảnh tổng hợp kết hợp một bức ảnh với một bức ảnh khác tổng cộng có sáu lần kết hợp cuối cùng bọn họ phải tìm ra hình ảnh sau sáu lần tổng hợp như vậy có tổng cộng 380 bức ảnh, được xếp dày đặc trên giá đỡ ở giữa sân khấu, nhìn qua đều rất giống nhau, chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra điểm khác biệt. Rất khó để phân biệt, lần này, đội Thiên Long phái ra Lâm Lộ Du. Lâm Lộ Du sở dĩ được gọi là nữ thần của chương trình, không chỉ vì cô xinh đẹp, mà còn vì cô đa tài đa nghệ, cô không chỉ biết đàn dương cầm còn biết vẽ tranh, từ nhỏ đi học tập quốc họa, cho nên đối với loại hình đồ án sẽ mẫn cảm hơn người thường một chút. Đối thủ của cô là một thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ của nước Min. À, ta biết người này, đã từng xuất hiện trên mạng của nước Min, là một thần đồng. Từ nhỏ đã cực kỳ nhạy bén với hình ảnh. Châu bò như vậy, lại thua, ai, đóng ngoặc vuông. Cũng may, tuy lượt thứ nhất lâm lộ dô thua, nhưng lượt thứ hai thứ ba đều thắng. Kéo lại điểm số. Tỷ số 2, 1. À, 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 à. thắng, nữ thần qua 6, đóng ngoặc vuông nữ thần tuyệt vời đóng ngoặc vuông thật tốt quá cuối cùng cũng thắng đóng ngoặc vuông có lẽ là vì thắng lợi của lâm lô du khích lệ trận thi đấu thứ tư đội thiên long lại thắng hai hai tiếp theo trận thứ năm nước minh thắng ba hai trận thứ sáu nước minh thắng bốn hai xong rồi xong rồi nếu là lại thua thêm lần nữa chúng ta liền thua đóng ngoặc vuông ta khẩn trương quá hu 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 nước thiên long Cố lên, cố lên, đóng ngoặc vuông. Lần này hơn phân nửa sẽ thua. Nói thật, kỳ thực thua bởi nước minh cũng không mất mặt. Cũng may trận thứ bảy, đội Thiên Long lại thắng. Lý Gia có thể nói đã lật ngược tình thế, ngăn cơn sóng giữ mà thắng một ván. Khi hắn đi về phía ghế của tuyển thủ, chân đã tê dần, mồ hôi đầm đìa. Lý Gia tuyệt, đóng ngoặc vuông, không ngờ cậu ấy cư nhiên lại thắng. Quá mạnh, đóng ngoặc vuông, bốn ba người dẫn chương trình hỏi nước Min có suy nghĩ như thế nào. Đội trưởng nước Min cười nói, vừa rồi là chúng tôi khinh địch, kế tiếp cũng sẽ không nhường nữa. Tuy nói với giọng đùa dỡn, nhưng không khó phát hiện ngạo mãn trong mắt gã. Nói thật, không đánh ra thành tích năm không, đối với bọn họ mà nói đã có chút ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay thực lực của Thiên Long có vẻ mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy đối phương có thể thắng, dù sao bọn họ chỉ cần thắng thêm một trận là được, mà nước Thiên Long lại phải thắng thêm hai trận, vậy đương nhiên là không thể nào. Một nước Thiên Long nho nhỏ, sao có thể thắng? Vừa rồi là bọn họ khinh địch thôi. Kế tiếp chúng tôi sẽ phải ra cao thủ bên chỗ chúng tôi, Amix, hắn chính là bậc thầy trí nhớ trên thế giới, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Đội trưởng bên nước Thiên Long cũng không cam lòng yếu thế nói, chúng tôi cũng vậy, cho các vị kiến thức một chút át chủ bài của chúng tôi cậu nắm chắc được bao nhiêu phần quốc khải gật đầu tám phần đi qua wow, quả nhiên cuồng, không hổ là ích đóng ngoặc vuông a à, a à, à, yêu chàng trai này muốn chết lên quốc khải đi lên sân khấu đồng thời mắt nhìn cảnh vân trăn đối phương khẽ gật đầu với cậu cổ vũ tiểu cá mặn cố lên trận thứ tám ánh sao tỏa sáng tên nghe thì rất êm tai thực tế hạng mục thi đấu cũng rất đẹp thực tế thi đấu cũng rất đẹp mắt trên một màn hình lớn xuất hiện vô số đốm sáng vàng những đốm sáng này sẽ không ngừng nhấp nháy, có đốm sẽ biến mất, có đốm sẽ xuất hiện. Một bộ phận tổ hợp lên yêu cầu tìm kiếm đồ án, còn một bộ phận là quấy nhiễu. Còn câu trả lời thì cần tìm ra trong hơn 200 hình ảnh, mà những hình ảnh này cũng cực kỳ tương tự. Rất dễ bị lạc lối, khó khăn vô cùng lớn, thi đấu bắt đầu, trái tim mọi người đều treo lên, đáy lòng cổ vũ cho ích. 20 phút trôi qua, kết quả cuối cùng hay không, ít thắng không chỉ thắng mà còn thắng rất đẹp ta ta biết ngay ích có thể mà trời ơi ích thật quá lợi hại sự thật chứng minh ở phương diện trí nhớ ích đúng là vô địch đúng là thiên tài ta quá kích động bốn bốn nước thiên long san bằng tỷ số hòa nhau giờ phút này sắc mặt của đội trưởng nước min trở nên có chút khó coi vừa rồi nói kiêu ngạo bao nhiêu hiện tại mặt liền đau bấy nhiêu Người dẫn chương trình cố ý đi hỏi cảm giác của bọn họ. Nhưng đối diện với người dẫn chương trình, vị đội trưởng này vẫn biểu hiện vô cùng tự tin, vị tuyển thủ này rất lợi hại, nhưng chúng tôi vẫn tự tin sẽ chiến thắng, bởi vì tiếp theo chúng tôi sẽ phải ra tuyển thủ mạnh nhất Vermeer. Vermeer Vinado, được gọi là thiên tài toàn năng, bởi vì hắn không chỉ tốt nghiệp ở trường đại học hàng đầu Tây Đại lục, mà còn có bằng tiến sĩ kép về sinh học và toán học, đồng thời còn thông thạo dương cầm, saxophone cưỡi ngựa và chơi gôn rất là châu bò quan trọng nhất là hắn đã từng vô địch tính nhầm quốc tế trong lĩnh vực tính nhầm hắn hoàn toàn xứng đáng là bậc thầy còn đội thiên long thì sao lần này lại phái ra ích bởi vì đã san bằng bốn bốn cho nên sẽ có tuyển thủ phải lên sân khấu lặp lại đây cũng là lý do vì sao lại bồi dưỡng các tuyển thủ ở nhiều mặt lúc trước đội min cũng có tuyển thủ lặp lại Thậm chí bọn họ căn bản không ngờ cuối cùng sẽ phải để át chủ bài của mình ra tay Ở trong mắt bọn họ, nước Thiên Long cùng lắm chỉ là một nước nhỏ cực kỳ lạc hậu Cho dù nước Thiên Long đã từng đạt được một số danh hiệu trong những cuộc thi trí tuệ thế giới Nhưng tỷ lệ kém xa đất nước bọn họ Đội trưởng đội Min đã chờ xem náo nhiệt Quả nhiên, vòng thứ nhất, Úc Khải liền thua Cậu mới viết tô trả lời được một nửa Đối thủ đã ấn nút trả lời, thắng được một ván Trời ơi! Này cũng quá nhanh nhỉ, tuyển thủ của nước Min, Bắc Quốc, Pháp Quốc hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bị nghiền áp, khó khăn lắm mới kéo hòa tỷ số 4-4, như này không phải sẽ thua chứ? Hu hu hu, đừng mà. Ta à, 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 à. ta lo lắng quá. Cơ Mi cười, quá đơn giản, tôi cảm thấy phải cho vị đối thủ trẻ tuổi này một chút cơ hội, hay là như này đi. Hắn chủ động đề nghị, chúng ta mở rộng trận đấu thành bốn hiệp, như vậy cậu có lẽ còn có cơ hội cốt CMND. Sỉ nhục ai vậy? Yeah, quả nhiên vẫn là tác phong khiến người buồn nôn của nước Min. Mệt ta vừa rồi còn khen tuyển thủ của bọn họ lợi hại. Qua buồn nôn, trên sân thi đấu như vậy là đang sỉ nhục đối thủ. Không cần, Úc Khải quả quyết ngắt lời hắn. So với không khí khẩn trương khu bình luận, Úc Khải vô cùng bình tĩnh tự tin. Cậu lại nhìn cảnh vân chăn ở ghế khách mời, sau đó buông bút xoay cổ tay một chút, hít vào một hơi thật sâu, Cuối cùng đổi sang tay phải cầm bút. Tôi sẽ không thua, toàn trường khiếp sợ, tình huống này là sao? Chẳng lẽ kỳ thực ích thuận tay phải, không phải chứ? Rõ ràng cậu ấy vẫn luôn dùng tay trái. Ngay cả người nước Min cũng đều sướng sờ, sôi nổi cảm thấy chuyện này không thể nào. Nhưng sự thật chính là, Úc Khải thực sự thuận tay phải. Khi vòng thi đấu thứ hai bắt đầu, lúc này Úc Khải đổi sang tay phải lấy tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người trực tiếp dành trước đối thủ 0.5 giây ấn nút trả lời, hơn nữa đáp án hoàn toàn chính xác. Càng khiến bọn họ không ngờ tới là, vòng thi đấu thứ ba, Úc Khải lại lần nữa chiến thắng. À, trời ơi, cho nên ích vẫn luôn giấu giếm tài năng. Cẩn thận nghĩ lại, chữ viết tay trái của cậu ấy thật sự rất xấu, số đều siêu siêu vẹo vẹo, là một người bằng cấp cao rõ ràng không thể viết còn xấu hơn học sinh tiểu học như vậy được. Tốc độ tính nhầm của ích rõ ràng vượt qua cơ mi, lúc trước là do tốc độ tay chậm một chút, sau khi cậu ấy đổi sang tay phải, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi. Cơ mi khiếp sợ, hắn cư nhiên thua, thua một tiểu bối đến từ thiên long, không có tiếng tăm gì. Úc Khải, thế nào, tiền bối, cần đổi thành bốn hiệp thi đấu không? Tôi cũng có thể cho anh cơ hội này nha. Cơ mi trừng mắt, cậu, ha ha ha, buồn cười quá, ích thật xấu, ta rất yêu. Ích vẫn cuồng vọng như ngày nào. Ta à, 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 em yêu anh, em yêu anh. Từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, Ích vì nước làm vẻ vang. Yes, cảnh vân trang hưng phấn tới nỗi trực tiếp đứng lên, sắp không nhịn được muốn xông lên ôm Úc Khải một cái. Người dẫn chương trình cũng thực kích động, năm bốn, chúc mừng đội của nước thiên long đạt được. Khoan đã, cơ mi lại đột nhiên ngắt lời anh ta, kêu lên tôi có thắc mắc. Thua liền hai trận, còn bị cùng một người vào mặt toàn bộ đội thiên long, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Người dẫn chương trình, mời ngài nói, tôi cho rằng lần thi đấu này không đủ công bằng không đủ minh bạch. Cơ mi chỉ vào ích, chương trình các anh sao vẫn không công bố thân phận của ích. Rốt cuộc cậu ta là ai? Có phải chương trình của các anh có gì mở ám? Sợ bị người cha ra nên giấu sâu như vậy, các anh như vậy còn có thể bảo đảm tính thi đấu công bằng hay sao? Chương 89, đúng một thành viên đội min cũng đứng lên, cao giọng hỏi, các anh có thể chứng minh ích thật sự là người của nước các anh không? Trong tình huống bình thường, loại thi đấu này chắc chắn sẽ công bố tư liệu của tuyển thủ hai bên, các tuyển thủ khác cũng như vậy, tốt nghiệp trường nào, học chuyên ngành gì, có bằng cấp gì, từng đạt giải thưởng gì, đều có thể tra ra được. Chỉ có ích này thần thần bí bí, người lợi hại như vậy vì sao phải giấu, rõ ràng có mở ám, không chừng cậu ta căn bản không phải người của nước thiên long đã từng có quốc gia vì đoạt giải trong thi đấu trí tuệ quốc tế đã gian lận mời ngoại viện vì vậy mà nước đó bị cấm tham gia bất cứ cuộc thi trí tuệ quốc tế nào trong vòng 5 năm hiện giờ nước thiên long đê tiện nói không chừng vì thắng được lần thi đấu này cũng gian lận lời này là có ý gì anh ta cảm thấy nước mình gian lận có độc gà thắng quang minh lỗi lạc dựa vào đâu bọn họ kỹ không bằng người liền hoài nghi chúng ta gian lận nước minh rác rưởi tức chết mất Đối mặt với những nghi ngờ này, cảnh vân chăn đầu tiên cầm lấy micro, mở miệng hỏi, có câu, ai nghi ngờ thì đưa ra chứng cứ, các vị nghi ngờ ích thì trước tiên nên lấy ra chứng cứ cậu ấy không phải người nước thiên long mới đúng. Anh cảm thấy trên người cậu ấy có chỗ nào không giống người nước thiên long? Hay là nói các anh không chấp nhận được bị thua, kỹ không bằng người, nên mới tìm cớ. Anh, cơ mi mở to hai mắt nhìn, ha ha ha, cảnh vân chăn chửi hay lắm, làm tốt lắm. Ha ha ha, không hổ là cảnh ca, tuyệt vời. Bị thu hút bởi cảnh vân chăn. Ha ha ha, cơ mi, lúc này đội trưởng đội min gọi hắn lại. Tự mình đứng dậy nói, trọng tài, tôi tin nước thiên long tuyệt đối sẽ không gian lận. Nhưng ở nước chúng tôi, từ trước tới nay, thi đấu chính quy như vậy đều công bằng minh bạch. Cho nên tôi cho rằng chúng tôi là đối thủ có quyền được biết thân phận của ích. Không thể không nói, ngừng càng già càng cay, so với mấy đội viên kiêu ngạo ương ngảnh kia, vị đội trưởng này biết ăn nói hơn, đầu tiên là tâm bốc, sau đó liền nâng quốc gia mình lên, cuối cùng nhắc lại yêu cầu. Nếu bây giờ từ chối, còn không phải biến tướng thừa nhận nước bọn họ thi đấu không chính quy không minh bạch không công bằng sao, không bằng nước min, thậm chí còn có khả năng là gian lận sao. Cái này truyền ra ngoài còn không bị người cười đến rụng răng. Những người minh này thực sự quá âm hiểm, đê tiện, nhưng mà vì sao ích vẫn luôn không công bố thân phận không phải cậu ấy thực sự không phải người nước mình đấy chứ. Địch không thể nào, vậy thì quá mất mặt, không thể tiếp thu im mưm. Không thể nào, nước mình sao có thể làm ra loại chuyện này được. Thấy Úc Khải không lập tức trả lời, đội minh tựa hồ càng chắc chắn, trong lòng bọn họ có quỷ. Cơ mi, một chương trình mà thôi, không phải các vị thực sự mời ngoài viện đấy chứ. Tôi nghĩ không đâu, nước thiên long tốt xấu cũng là nước lớn nhất đông đại lục, là chủ nhà không thể nào làm ra loại chuyện xấu xa đê tiện như vậy đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy, loại chuyện này bất cứ một quốc gia nào cần thể diện cũng không thể làm ra. Đám người kẻ sướng người hỏa, mặt ngoài là khen nước Thiên Long, trên thực tế là mỉa mai. Cảnh Vân chăn tức giận, suýt chút nữa không nhịn được đi lên đánh người, thiếu chút nữa bóp gãy micro. Lúc này, Úc Khải mở miệng, cậu vẫn duy trì thái độ lịch sự nên có, bình tĩnh ngắt lời bọn họ, chờ một lát sau đó cậu vẫy tay gọi viên khánh tới hai người thấp giọng nói mấy câu viên khánh liền xoay người rời đi khi hắn quay lại trên tay cầm hai đồ vật đầu tiên úc khải cầm lấy một cái chứng minh thư trong đó đưa cho những người nước min đó xem đây là chứng minh thư nước thiên long của tôi các anh có thể nhìn xem nếu có chỗ nào xem không hiểu tôi có thể phiên dịch cho các anh xuất phát từ bảo hộ diêm tư màn ảnh cũng không quay cận cảnh nhưng có thể thấy phản ứng của bọn họ cơ mi đi tới tiếp nhận chứng minh thư trong tay Úc Khải, vừa nhìn thấy ảnh chụp liền đột nhiên ngừng đầu, lộ ra vẻ mặt đầy khó hiểu. Ích, cậu cảm thấy tôi bị mù mặt à? Đội viên vẫn luôn mỉa mai nghe được lời này cũng tiến tới, nhìn thấy chứng minh thư của cậu, cũng bị chọc cười, ha ha. Ích cậu cho rằng chúng tôi là thằng ngu à? Các cậu muốn giả vờ, thì nên chọn một bức ảnh tương đối giống mà dán lên chứ. Lấy một cái chứng minh thư hoàn toàn khác biệt như này tới, cậu đang làm trò gì vậy? chuyện gì vậy rốt cục làm sao vậy bình luận tràn đầy kinh ngạc lại thấy úc khải không nhanh không chậm nói đây chính là tôi cậu nói rồi cầm lấy một thứ khác trên tay viên khánh nước thuốc đặc hiệu dùng bông tẩy trang bắt đầu lau mặt nước thuốc đặc hiệu có hai loại một loại có thể hoàn chỉnh lấy mặt nạ ra một loại là trực tiếp hòa tan mặt nạ từ mắt thường cho người ta cảm giác giống như tẩy trang bởi vì kỹ thuật này hiện tại còn đang ở giai đoạn bảo mật cho nên viên khánh đưa cho cậu loại thuốc thứ hai bông tẩy trang trên tay úc khải dần bị nhuộm màu mặt nả hòa tan từng chút một bên dưới dần dần lộ ra một gương mặt khác toàn bộ hiện trường từ tuyển thủ cho tới giám khảo khách mời rồi tới khán giả đang xem trước màn hình đều kinh sợ quả thực không dám tin vào mắt mình thậm chí khu bình luận phát sóng trực tiếp còn bị ngắt quãng vài giây bọn họ đều quên bình luận chờ tới khi úc khải tẩy trang xong lại dùng khăn lông và nước ấm trợ lý mang tới lau qua mặt mới sảng khoái ngẩng đầu lên trong nháy mắt toàn màn hình đều là dấu chấm hỏi bày tỏ tâm trạng khiếp sợ của quần chúng vây xem. Đây là kỹ thuật hóa trang ma quỷ gì vậy? Cư nhiên hoàn toàn biến thành một người khác. Úc Khải, có người nhận ra, đệt, cậu ấy thực sự hình như là Úc Khải. Úc Khải nào, một nam diễn viên, diễn toàn chức nghiệp nam thần ấy. Úc Khải nhân lúc sửa sang lại cổ áo, lặng lẽ buông lỏng thiết bị biến âm đeo trên cổ, cười với màn ảnh, lúc mở miệng lại khôi phục lại giọng nói ngày thường, chào mọi người tôi là úc khải ta... úc bảo trời ơi ít cư nhiên là úc bảo phác 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 khiếp sợ cả nhà ta đồng tử động đất ít cư nhiên là úc khải giết ta đi trời ơi bọn họ cư nhiên là một người ta đang nằm mơ sao sao có thể úc khải lại lần nữa nhìn về phía các tuyển thủ nước minh cũng đang ngạc nhiên khiếp sợ không khép được miệng hỏi hiện tại giống với ảnh trên chứng minh thư chứ tôi giới thiệu thêm lần nữa Tôi, ô Khải, nghề nghiệp là diễn viên, anh có thể nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng không thể nghi ngờ quốc tịch của tôi, như anh thấy đấy, tôi là một người thiên long chính thống. Anh có thể nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng không thể nghi ngờ quốc tịch của tôi. Một năm trước, khi Úc Khải mới xuyên tới đây, chỉ là muốn sống sót, chỉ là làm một giao dịch với đất nước này. Lúc ấy cậu tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, cậu lại nói ra những lời như vậy. Quốc Khải, nếu các anh còn dị nghị gì khác, thì đấu cũng được, tôi không ngại phụng bồi tới cùng. Quốc Khải, nước Thiên Long chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Hơn một năm trôi qua, cậu tận mắt nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu, nhà hoa học, quân nhân, bọn họ mang theo tín niệm. Muốn cho Tổ quốc càng trở nên mạnh mẽ cả ngày lẫn đêm phá giải những khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Từng chút tiến bộ, từng chút trở nên mạnh mẽ, chi trong một năm ngắn ngủi, bọn họ đã làm chủ không ít kỹ thuật càng cao càng mạnh mẽ. Đây là khả năng học tập và tiến bộ mà ngay cả hệ thống cũng phải kinh ngạc cảm thán. Sao bọn họ có thể sở chút khiêu chiến này được cơ chứ? Diễn viên, cậu là một diễn viên. Cơ mi quả thực không dám tin, hỏi, vì sao cậu muốn ngụy trang? Úc Khải rất vinh váo trả lời, tôi thích, điều này cũng không phạm quy, ai cần anh lo. Đám người cơ mi lại bị nghẹn hỏng, trên mặt xanh trắng một trận thân lửa ưa nặng, hiện tại ít người ta lấy ra bằng chứng, không chỉ chứng minh được bản thân là người nước thiên long. Mà thân phận thật sự còn khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Cậu cư nhiên là một diễn viên, đường đường là một học bá của trường đại học hàng đầu lại bị một diễn viên đánh bại. Liền hỏi ngươi, mặt có đau không? a à, 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 ít, thật sự quá đẹp trai. Bất luận ít là ai, chỉ bằng mấy câu nói đó, ta sẽ thần tượng ít cả đời. a a a à. Đêm đó, thân phận thật sự của ích được tiết lộ. Liền leo lên hot search, vốn dĩ đã là đề tài gây chú ý. Phèn Úc Khải nghe tiếng chạy tới, nhiệt độ càng tăng thêm nữa. Đệt, người này tư nhiên là Úc Bảo. Hú hú, Úc Bảo bùng nổ a, a a a a Đệt, rơi nước mắt bởi vẻ đẹp trai của Úc Bảo. Cậu ấy thật sự quá tuyệt vời. Vò đánh chết ta cũng không ngờ tới, ích cư nhiên là Úc Khải. Chuyện này không thể nào, Úc Khải sao có thể là ích không phải cậu ta là một tên thất học bỏ học cấp 3 sao? Đúng vậy, cậu ta sao có thể là ích, vì sao cậu ta lại cải trang đi tham gia chương trình? Ngoài lời khen, còn có những câu hỏi và nghi ngờ đi kèm. Nhưng rất nhanh, Úc Khải đã đăng Weibo giải thích cho chuyện này. Tôi biết mọi người đều rất nghi hoặc, vì sao tôi phải cải trang đi tham gia máy tính mạnh nhất, kỳ thật ngay từ đầu tôi chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú với chương trình này, muốn tham gia, muốn thử xem tôi có làm được không nhưng tôi lại không ngờ mọi người vì danh tiếng của tôi mà chú ý và ủng hộ tôi bởi vì đây là một sân khấu công bằng minh bạch tôi cho rằng thứ mà khán giả chú ý sẽ là năng lực của tuyển thủ chứ không phải độ nổi tiếng còn hôm nay vốn dĩ tôi cũng không muốn công bố thân phận nhưng đối phương đã khiêu khích tới trước mặt tôi không muốn vì tôi mà khiến quốc gia của chúng ta bị nghi ngờ và phê phán để một vài kẻ xấu nắm được cơ hội cho nên tôi lựa chọn công bố thân phận với mọi người tôi vẫn nói câu nói kia Nước Thiên Long chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Nước Thiên Long chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. À, 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 à. Úc Bảo thật sự quá tuyệt vời. Cậu ấy thực sự rất yêu nước, không phải chỉ nói cho có. Quá tuyệt vời. Ta không hâm mộ sai người. Hu hu hu, Úc Bảo bối, em vĩnh viễn yêu anh. Ha 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 ha, áo áo, ai có thể ngờ rằng, ta cư nhiên hâm mộ cùng một người, ta quả nhiên là fan đích thực cho nên Úc Khải là thiên tài thực sự. Lúc trước năng lực tính toán của cậu ấy trong 10 ngày của người giàu căn bản không phải tấm màn đen. Ha ha ha, Úc Khải thật sự quá tuyệt vời, bỏ học cấp 3 trực tiếp đánh một đám lão đại nước ngoài. Mặt của đám người min khó coi giống như ăn phải xít vậy ha ha ha. Thật sự khiến ta cười muốn chết, ta xem mà quá sung sướng. Còn dám nói tấm màn đen, ta sắp cười vỡ bụng, những kẻ trước kia chửi Úc Bảo của chúng ta thất học đâu rồi. Ở đâu vậy? Ra ăn đánh đi. Càng có người biết chuyện bắt đầu trực tiếp A còng NSAN Vũ Diệp. chương 90, lúc này Úc Khải còn chưa biết trên mạng náo nhiệt tới mức nào, cậu mang theo cảnh vân chăn đi qua cửa thuấn di. Tuy vừa rồi đã nghe nói về sự tồn tại của thứ này, nhưng khi tự mình trải qua, cảnh vân chăn vẫn lắp bắp kinh hãi. Quá thần kỳ, thoạt nhìn, cửa con giống như một khung cửa bình thường, màu trắng, dựng ngay ngắn trên mặt đất, có thể gấp lại mang đi, khi mở ra đặt xuống, ở giữa sẽ tản ra luồng ánh sáng màu lam nhạt dịu nhẹ. Khoảnh khắc bước vào, làn da có loại cảm xúc lạnh lẽo, sau đó trước mắt nhất thời tối sầm lại, đến khi sáng trở lại thì đã bước tới đầu bên kia của cánh cửa. Xuyên qua hơn 20 km, tiến vào bên trong viện nghiên cứu khoa học. So với cửa con nhìn có vẻ bình thường, cửa mẻ cực kỳ đồ sộ, chiếm diện tích gấp đôi so với cửa con, toàn bộ khung cửa đều tản ra ánh sáng màu lam, Hai bên có hoa văn kết cấu kim loại trang trí hướng lên trên như cánh hoa, trên đỉnh cũng phát sáng. Cực kỳ xinh đẹp và tràn ngập cảm giác công nghệ cao. Rất có mùi vị của phim khoa học viễn tưởng. Bên hông cửa mẹ có ba cái nút tương ứng với ba cửa con màu trắng, xanh lục, xanh lam, khi sử dụng ấn nút ở cửa mẹ là có thể kết nối cửa mẹ với cửa con. Cảnh Vân Chân ở bên cạnh nhìn kỹ một vòng, hiếu kỳ nói: "Thứ này không cắm điện sao? Nó chạy bằng năng lượng gì?" Nhân viên nghiên cứu khoa học nhún nhún vai, theo lời hệ thống ngoài hành tinh kia nói, cái này trong thế giới bọn họ được gọi là chìa khóa năng lượng, mỗi một thiết bị đều có một viên đá tương tự như pin, loại đá năng lượng này cực kỳ mạnh mẽ, thời gian duy trì được tính bằng trăm năm. Trước mắt chúng ta còn chưa tìm ra loại năng lượng này sinh ra như thế nào. Chờ sau này biết rõ nơi năng lượng này sinh ra, vậy tác dụng sẽ cực kỳ lớn, chỉ sợ trình độ khoa học công nghệ của toàn thế giới cũng sẽ tiến lên một bước dài. Tiếp theo Vị nhân viên nghiên cứu khoa học kia lại dẫn bọn họ tham quan những công nghệ đen khác. Trong đó có thiết bị mà các tuyển thủ dùng để luyện tập lần này, tên là Toàn não thông, là một phiên bản đơn giản dựa theo cabin mô phỏng đóng phim VR. Nói là cabin mô phỏng, trên thực tế thiết bị này càng giống như một cái mũ giáp hơn. Sau nhiều lần thí nghiệm chúng tôi phát hiện, khí thể ngủ đông nó phóng ra cũng không phải khiến người tiến vào trạng thái ngủ hoàn toàn, mà là tiến vào không gian tiềm thức cho nên cậu mới có thể kiểm soát bản thân như vậy. Trước mắt loại khí thể này còn đang được phân tích, trước khi tái tạo ra được nó, chúng tôi đã áp dụng một biện pháp khác là thôi miên. Thôi miên, đúng vậy, chúng tôi thông qua một vài hình ảnh và âm thanh khiến người sử dụng tiến vào trạng thái bị thôi miên, sau đó lại thông qua mũ giáp VR đưa bọn họ tới cảnh tượng mà chúng tôi tạo dựng nên, cho bọn họ tiến hành huấn luyện mô phỏng. Trước mắt chưa thể tạo ra cabin mô phỏng rất thật, cũng không thể trực tiếp khống chế tốc độ thời gian trôi qua, nhưng chỉ để huấn luyện thì được, khi con người ở trong tiềm thức không gian, trí nhớ tốt hơn ngày thường, cũng tập trung hơn, hơn nữa cảm giác về thời gian cũng khác, cũng có thể đạt được hiệu quả, hiện thực một giờ trong mộng 3 giờ. Cảm thấy đại não con người rất thần kỳ đúng không? Nhưng không thể khống chế được dòng chảy thời gian, điều này có liên quan với thể chất của con người. Có vài người rất mẫn cảm với thôi miên, có người lại không? Ví dụ như tuyển thủ lần này, Lý gia cực kỳ dễ dàng tiến vào trạng thái, cậu ta cũng cực kỳ chăm chỉ luyện tập, sau khi chúng tôi giao thiết bị này cho cậu ấy, trong nửa tháng cậu ấy cơ bản đều sử dụng. Nhưng một tuyển thủ khác, Mạnh Hảo, cậu ta thì không được, tư duy của cậu ta cực kỳ hoạt bát hay thay đổi, kiểu người như này rất khó tiến vào không gian tiềm thức. Vị nhân viên nghiên cứu này nói xong, còn khiêm tốn tổng kết, tóm lại chúng tôi còn đang trong giai đoạn nghiên cứu cải tiến. Đã rất lợi hại rồi, trong lĩnh vực giáo dục học tập Tây Đại Lục cũng được công nhận là mạnh, về mặt tài nguyên phần mềm, phần cứng các loại cũng tiên tiến hơn. Nhưng hôm nay bọn họ có được thiết bị này, về sau thời gian sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí càng nhiều lần, bọn họ sẽ có thể đào tạo nhiều nhân tài hơn và ưu tú hơn cho đất nước. Hơn nữa nếu phổ cập toàn dân, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực học tập cho học sinh nhỉ. Ở trong mộng đã đủ để ôn tập chuẩn bị bài, thậm chí là làm bài luyện tập, giải phóng nhiều thời gian trong ngày, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để làm những gì mình muốn làm, đồng thời tôi có thể dễ dàng đạt điểm cao. Ai không muốn mỗi ngày có thể đọc tiểu thuyết theo dõi manga anime, đi ra ngoài dạo phố, chơi game mà thành tích học tập vẫn cao chứ? Từ nhỏ đã bắt đầu dùng công nghệ cao hỗ trợ học tập, còn phải sợ ai? Nhân viên nghiên cứu, không chỉ như vậy, đây chỉ là dân dụng, sau này có cơ hội, tôi dẫn các cậu tới căn cứ quân sự bí mật của chúng ta nhìn xem những công nghệ cao này đương nhiên không chỉ phát huy tác dụng ở mặt dân dụng, ở lĩnh vực quân sự lại càng đại triển thân thủ, trước mắt bọn họ đang chế tạo một loạt vũ khí mới, là loại mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng nước thiên long cũng không vội công bố với thế giới. Có câu âm thầm phát tài, hiện tại bọn họ gọi là âm thầm phát triển công nghệ cao, về sau chờ tới thời điểm thích hợp lại thả ra. Bảo đảm khiến đám gia hòa Tây Đại Lục phải ngạc nhiên rơi cảm cầm. Thật tốt quá! Cảnh Vân Trăn cũng cảm thấy vui vẻ tận đáy lòng, theo thói quen nhéo mặt cá mặn, khen ngợi, tiểu cá mặn, cũng chỉ có em, cư nhiên nghĩ ra muốn nộp cho nhà nước, không hổ là bạn trai lương thiện thông minh của anh, quả thực đã tạo phúc cho toàn nhân loại. Nhân viên nghiên cứu cũng khen ngợi, tôi nghe nói, Úc Khải vì điểm nhân khí, lần này diễn vai chính trong phim, mỗi ngày đều có cảnh quay, đúng là quá vất vả. Nếu về sau có cơ hội, tôi cảm thấy quốc gia chúng ta nên công khai cho cậu một danh hiệu thanh niên yêu nước, lại thường cho cậu một món tiền lớn không cần đâu cũng không biết là bị nhéo hay là ngại ngùng mặt úc tiểu khải lại đỏ lên vành tai cũng đỏ kỳ thực kỳ thực cậu chỉ muốn về hưu sớm một chút thôi chờ hai người tham quan xong viện nghiên cứu rời đi đã hơn hai giờ bọn họ vừa lên xe di động của úc khải vang lên a à, là đạo diễn chu alo chào ông đạo diễn chu tổng cộng có hai diễn viên chính thì cả hai diễn viên chính đều đồng thời xin nghỉ đi một mạch ba ngày liền cho nên tổ đạo diễn mỗi ngày đều thúc giục bọn họ trở về đóng phim a à, chỗ tôi vừa xong việc rồi được lập tức a à. hai chữ trở về còn chưa nói ra lời cảnh vân chăn đột nhiên cướp di động của cậu ất nút tắt sau đó bá đạo hôn lên môi cậu đầu lưỡi thuần thục cậy mở hàm răng cậu ra kỹ thuật hôn của đại ảnh đế tôi luyện càng thêm thành thục dễ dàng ấn cá mặn lên ghế phụ hôn đến nhũn cả người ừ lần này cảnh vân chăn đã nhớ gửi đai an toàn tới khi được buông ra chân úc khải mềm nhũn nhỏ giọng hỏi anh anh làm gì vậy vì sao đột nhiên ngắt điện thoại của đạo diễn chu đã là lúc này rồi chúng ta còn về làm gì về cũng không quay được gì đâu vậy cũng không thể tùy tiện ngắt điện thoại rất không lễ phép như vậy mới kích thích mà chắc chắn ông ta không thể ngờ hai ta đang ở chung với nhau đâu cảnh ơ ly vân chăn cảnh ca cá mặn tức giận. Rồi rồi rồi, cảnh vân chăn rất thích dáng vẻ vừa ủy khuất lại vừa phẫn nộ đầy đáng yêu của Úc Khải, không nhịn được lại hôn lên một cái, chờ chờ về, anh xin lỗi đạo diễn Chu giúp em, được không? Nghe được lời này, Úc Tiểu Khải mới tha thứ cho hắn, vậy bây giờ chúng ta về nhà. Cảnh vân chăn, về nhà làm gì, đằng nào cũng trốn việc, đương nhiên phải đi hẹn hò. Úc Khải, hả, đi đâu? Cảnh vân chăn lấy ra di động, anh xem xem lâm thời quyết định trốn việc cảnh vân chăn cũng không chưa nghĩ ra phải đi đâu hoặc là nói trời tối thui cũng không có nơi nào hay ho để đi quốc khải em có hơi đói cảnh vân chăn được vậy chúng ta đi ăn cơm cảnh vân chăn gửi tin nhắn cho trợ lý của mình để cậu ta tìm kiếm xem vào giờ này còn có nhà hàng nào ngon không tiểu trợ lý vạn năng rất nhanh trả lời gửi tới một loạt tin nhắn cảnh vân chăn quét mắt tiểu bảo bối quán ăn khuya nhé không muốn ăn quá cay cảnh vân trăn vậy ăn lẩu cũng cay úc khải thuận thế đặt cầm lên vai cảnh vân trăn thò lại gần nhìn màn hình di động của hắn ngày thường úc khải không hề bắt bẻ nhưng không biết vì sao đối với cảnh vân trăn cậu lại muốn tùy hứng một chút cậu nghiêm túc nhìn một lát nhưng đầu suy nghĩ đưa ra kết luận em muốn ăn bbq được vậy ăn bbq cảnh vân trăn thắt đai an toàn chỗ khải một chân dẫm ga mang theo Úc Khải đi ăn BBQ. Hai người đặt phòng ở tiệm đồ nướng, đắc ý ăn một bữa, còn đóng gói một túi lớn mang về, ăn xong khi cảnh vân chăn đi trả tiền, Úc Khải đeo khẩu trang đi lên xe trước, một mình ngồi ở ghế phụ chờ hắn. Cậu dùng di động lướt Weibo, trước tiên xem hot search, sau đó lại xem mấy video về cảnh vân chăn. Nói về tình yêu, video quỷ xúc phải, ha 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 ha, và ha 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 ha. Đang xem say xưa, bên cạnh truyền tới một giọng nói. "Chào ngài." Quốc Khải ngẩng đầu, nhìn thấy một đứa bé trai ăn mặc thời thường, tay trái cầm 50 tệ tiền mặt, tay phải cầm di động. "Anh, có thể nhờ anh giúp một chút không?" "Quốc Khải, chuyện gì thế?" "Em muốn mua chai nước khoáng ở máy bán hàng tự động bên kia, nhưng nó không nhận tiền mặt, cho nên em đưa tiền này cho anh, anh chuyển khoản cho em qua WeChat được không?" "Cậu bé chỉ vào máy bán nước tự động bên kia, nếu anh cảm thấy phiền phức, chỉ chuyển cho em 40 tệ cũng được, coi như là phí thủ tục. Úc Khải sảng khoái trả lời, được, hai tệ thôi mà, anh trực tiếp chuyển cho em. Cậu bé hơi sừng sốt, vậy sao được? Úc Khải, không sao, cậu trực tiếp lấy di động quét mã QR của người nọ, chuyển qua hai tệ. Cậu bé, anh ơi, anh cứ lấy tiền đi, nếu không như vậy thì không hay, em không thích chiếm lợi của người khác. Úc Khải, không cần, thực sự không sao. Cậu bé, hay là như này, anh, chúng ta thêm bạn, lúc về em chuyển cho anh. Úc Khải đang muốn cự tuyệt, cảnh vân chăn lại đây, một tay đè lại cửa xe, nếu mày nói, cậu bạn, đêm hôm khuya khoát quấn lấy người ta đòi thêm uy chát không tốt lắm thì phải. a à, cậu bé sừng sốt, mau chóng xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, quấy dày. Cậu bé xoay người rời đi, cảnh vân chăn đặt túi đựng đồ nước lên, sau đó ngồi lên xe, biểu mỗi tiểu cá mặn. Sao em có thể tùy tùy tiện tiện liền cho người khác tới gần thế? Cúc Khải, không có, cậu ấy tìm em đổi tiền mà thôi. Cảnh Vân Trăn, thời buổi này uy chát của ai mà không có tiền cơ chứ? Huống chi mỗi hai tệ, không phải nói rõ tìm cơ hội đến gần em sao? Cậu ta coi trọng em đấy. Đồ chim tâm cơ này, Cúc Khải, nhưng em đeo khẩu trang mà. Cảnh Vân Trăn, em chỉ lộ mỗi đôi mắt cũng rất đẹp rồi. Cảnh Vân Trăn, anh mặc kệ, dù sao em không thể như vậy đường đường một người đàn ông thân cao 1m88, cư nhiên trẻ con tới mức khoanh tay quay đầu đi, rất có dáng vẻ, hôm nay em không đồng ý với anh anh liền không để ý tới em. Úc Khải sửng sốt, anh mấy tuổi rồi, qua vài giây, chàng trai bật cười, đột nhiên nghiêng người mở cửa xe, đi xuống. Cảnh Vân Trăn, lần này đến lượt Cảnh Vân Trăn sửng sốt, tiểu cá mạn tức giận, hắn vội vàng cầm lấy khẩu trang, đang định đi xuống theo, liền thấy Úc Khải đi vòng quanh xe nửa vòng, đi tới bên ngoài cửa xe chỗ hắn đang ngồi quốc khải mở cửa xe lại chui vào toàn bộ ngồi trên đùi cảnh vân Trăn kéo khẩu trang trên mặt mình xuống hai tay đặt lên vai người đàn ông sau đó ngầm đầu hôn lên môi cảnh vân chăn đầu lưỡi có chút nghịch ngợm nhẹ nhàng liếm một cái giống như một chú tiểu hồ ly em biết rồi về sau sẽ không nói chuyện với người như vậy đừng tức giận anh nhé được không hệ thống nhìn cảm động đất trời Cuối cùng ký chủ của nó cũng đứng lên, cảnh vân chan, còn tức giận cái len sợi, ôm lấy Úc Khải ấn lên vô lăng hôn một trận. Tiểu cá mặn chủ động quyến rũ người thật quá quá đáng yêu. Khi bọn họ trở lại đoàn phim, đã hơn 11 giờ, không ngờ phim trường vẫn còn đang quay. Bởi vì hai người bọn họ xin nghỉ ba ngày, hơn nữa một diễn viên còn bố trí những công việc khác, cho nên mọi người đều đang điên cuồng đuổi theo tiến độ quay phim. Hôm nay phần lớn là cảnh quay của Nhan Vũ Diệp, gã quay từ 12 giờ chưa tới tận bây giờ, ngày mùa đông, chỉ mặc một cái áo ngắn tay chạy tới chạy lui, lạnh run người, hiện tại khó khăn lắm mới được giải thoát, kéo khóa áo khoác run bần bật. ngẩng đầu liền thấy cảnh vân chăn và Úc Khải sách theo một đống BBQ tiến vào chia sẻ cho mọi người, được mọi người cảm ơn và khen ngợi. Tâm trạng nhan vũ diệp lập tức không tốt, chật chật hai tiếng, người sau lưng có kim chủ đúng là khác, muốn không quay liền tùy tiện xin nghỉ ba ngày, đi ra ngoài ăn sung mặc sướng không hề chuyên nghiệp một chút nào. Vì thế gã âm dương quay khí nói, đồ ăn ngon quá, xem ra ba ngày nay các cậu ra ngoài chơi rất vui vẻ nhỉ. Úc Khải vừa đưa thịt nướng trong tay cho một nhân viên công tác, vừa trả lời cũng tạm. Úc Khải, cậu chơi như vậy, cậu có nắm chắc thi cử không? Úc Khải có lệ nói cũng tạm được, nhàn vũ diệp vui vẻ, quay đầu hỏi Chu Kim Nghiêm bên cạnh, cậu nói lần này Úc Khải của chúng ta sẽ thi đậu kinh đại hay là cửu đại? Ai ngờ vai phụ ngày thường luôn cùng gã kẻ sướng người hỏa hôm nay đột nhiên không nói gì, nhìn Úc Khải rồi lại nhìn gã, một bộ muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, nhan ca, anh, chấm hay là anh đi xem hot shot đi. Nhan Vũ Diệp quay phim một ngày, còn chưa sờ vào di động, nhưng anh ta thì khác. Hả, chuyện gì, Úc Khải nhìn Nhan Vũ Diệp cầm lấy di động click mở Weibo, kinh hô ra tiếng thân phận của ích được tiết lộ. Mau để tôi xem xem là nam thần nào gã kích động click vào xem. Sau đó chỉ 10 giây ngắn ngủi, vẻ mặt nhan vũ diệp cứng đờ, gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Úc Khải, hai mắt trợn to như chuông đồng, miệng mở ra khép lại, mở ra khép lại, qua mấy lần, kinh ngạc không nói nên lời. Vẻ mặt cứng đờ run rẩy khiếp sợ tột độ này khiến Úc Khải nhớ tới mìm ảnh động kia. Kinh ngạc rơi cằm, rơi trên, rơi trái, rơi phải. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe